Một kiếm này của hắn vô cùng uy mãnh, cho dù một con ngựa chúng phải chỉ sợ cũng sẽ bị chặt thành hai đoạn. Cô độc phong ảnh thấy thế thì biết mình không thể đỡ nổi cho nên cũng không dám lấy cứng chọi cứng mà là lui ra. Chạy đi đâu? Cô độc phong ảnh vừa lui thì Bạch Mi đạo nhân liền hét lên, sau đó thanh thái ất kiếm của hắn liền chém ra, lần này hắn dùng chiêu, phiên giang đảo hải, như hình như bóng đuổi theo cô độc phong ảnh. Cô độc phong ảnh lui ra sau là muốn né tránh một kiếm của Bạch Mi đạo nhân, lúc này thấy khí thế của một kiếm này càng mạnh hơn thì hắn chỉ có thể lui ra tiếp. Lui, tiếp tục lui. Chỉ là ba chiêu mà Bạch Mi đạo nhân hoàn toàn chiếm thế thượng phong, áp đảo cô độc phong ảnh. Thấy một màn như vậy thì đám người trong võ quán cô độc liền tỏ ra vô cùng khiếp sợ, dường như bọn hắn chỉ thấy mọi chuyện trước mắt không phải là sự thật. So với bọn hắn thì đám nhân sĩ võ học kia lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì chênh lệch giữa cường giả cương kính và hóa kính đỉnh phong cũng thật sự quá lớn. Tuy rằng cô độc phong ảnh cũng phát hiện Bạch Mi đạo nhân đã bước chân vào khu vực cương kính nhưng mà trong lòng hắn cũng tỏ ra biệt khuất. Đúng vậy, là biệt khuất. Cô độc kiếm pháp lấy tốc độ để chiến thắng, khiến đối thủ không thể hoàn thủ lại, từ sau khi xuất quan thì trừ trận chiến cùng Bùi Vũ Phu ra thì chưa bao giờ hắn lại chật vật như thế này. Có lẽ là rất biệt khuất cho nên trong lòng cô độc phong ảnh không cam lòng, hắn muốn phát động công kích. Nhưng mà, Bạch Mi đạo nhân không cho hắn cơ hội, chỉ thấy những đường kiếm của hắn chém ra vô cùng uy mãnh, thế không thể đỡ. Đối mặt với những loạt công kích của Bạch Mi đạo nhân thì cô độc phong ảnh đành phải bỏ qua ý niệm phản kích lại, lựa chọn thối lui né tránh. Lui, lại lui nữa. Giờ phút này cô độc phong ảnh giống như chó nhà có tang, ngoài lui ra thì hắn cũng không còn biện pháp gì nữa. Cô độc phong ảnh bại rồi. Thấy một màn như vậy thì đông đảo đại sư giới vĩ học đều suy nghĩ như thế. Bại rồi sao? Sau khi lui vài bước thì cô độc phong ảnh biết rõ mình lui nữa thì sẽ rời ra khỏi võ đại, lập tức hắn liền đem kiếm chắn trước người. Keng! Hai kiếm chạm nhân, khí huyết trong người cô độc phong ảnh quay cuồng, cổ tay chấn động, hổ khẩu chỉ cảm thấy đau đớn, dù thanh bảo kiếm chưa rời khỏi tay nhưng mà hắn cũng không cách nào chịu được lực đạo một kiếm này của Bạch Mi đạo nhân, trực tiếp bị đẩy lui. Bốp! 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 Một bước, hai bước, ba bước. Ước chừng cô độc phong ảnh lui khoảng 8 bước mới dừng lại. Lúc này đây, Bạch Mi đạo nhân cũng không có thừa thắng xông lên mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt khinh miệt nhìn vào cô độc phong ảnh, thản nhiên nói. Cô độc phong ảnh, nể mặt ông đã sáng chế ra cô độc kiếm pháp, làm ra những công hiến lớn cho võ thuật Trung Quốc nên hôm nay ta sẽ tha cho ông một mạng. Trưởng môn hậu đức, Bạch Mi đạo nhân vừa thốt lên xong thì đám đệ tử võ đang liền giống lớn lên. Mà đám người hội viên của võ quán cô độc lại im lặng, không nói gì cả. Cương kính đúng là một tông sư. So sánh với đám hội viên của võ quán cô độc thì đám người Dương Thiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là âm thầm cảm thán thủ đoạn ngoan độc của Bạch Mi đạo nhân. Ở bọn hắn xem ra, Bạch Mi đạo nhân không giết chết cô độc phong ảnh mà làm như vậy, mình qua là vì mở rộng lòng nhân đức của võ lâm minh chủ nhưng mà trên thực tế là đã dẫm nát lòng cao ngạo của cô độc phong ảnh. Bởi vì đối với cô độc phong ảnh mà nói thì phần cao ngạo kia bị dẫm nát, so với chết còn thống khổ hơn. Giống như suy đoán của đám người Dương Thiện, lúc này sắc mặt của cô độc phong ảnh tỏ ra trắng bệch, thậm chí ngay cả tay cầm kiếm cũng run lên. Cô độc phong ảnh, tuy rằng hôm nay ta tha chết cho ông nhưng mà sau này ông chớ nói mình là Trung Quốc đệ nhất kiếm, miễn làm trò hề cho người dùng kiếm. Thấy được bộ dạng của cô độc phong ảnh thì Bạch Mi đạo nhân liền hét to lên một tiếng. Cả người cô độc phong ảnh chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Mi đạo nhân. Như thế nào, chẳng lẽ ông không phục, hoặc là nói ông muốn chết phải không? Mắt thấy cô độc phong ảnh không nhận thua, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía mình thì chân mày Bạch Mi đạo nhân nhíu lại, cười lạnh. Nếu ông muốn tìm cái chết thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Nói xong, Bạch Mi đạo nhân liền huy kiếm chỉ về phía cô độc phong ảnh. Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói thế. Nhìn hàn khí toát ra trên thanh thái ất kiếm kia thì theo bản năng cô độc phong ảnh nắm chặt bảo kiếm trong tay nhưng mà hắn cũng hiểu được, nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn cũng sẽ bại, cho nên tay cầm kiếm của hắn khẽ buông lỏng ra. Nhưng mà, không đợi thanh bảo kiếm trong tay hắn rớt xuống thì đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở trong lòng Đông Lai, trong từ điển của cô độc thúc vĩnh viễn không có hai chữ nhận thua. Ánh dạng đông. Thiếu niên Bùi Gia nắm lấy cánh tay run rẩy của cô độc phong ảnh,
nhẹ giọng nói. Kiếm còn người còn, ngài vẫn chưa bại. Cả người cô độc phong ảnh chấn động, rồi mở mắt ra. Ánh mặt trời chói mắt. Hắn vĩnh viễn không nói bại. Thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì cô độc phong ảnh ngẩn ra, dường như hắn không ngờ Bùi Đông Lai sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn càng không nghĩ đến Bùi Đông Lai lại nói ra làm hắn yên lòng. Cô độc phong ảnh ngạc nhiên khiến cho Bùi Đông Lai không nhịn được mà ngầm thở dài. Sau khi biết tin Bạch Mi đạo nhân khiêu chiến cô độc phong ảnh thì Bùi Đông Lai liền đi tới võ quán cô độc. Khi hắn đến thì trận chiến đã bắt đầu, cô độc phong ảnh giống như là chó nhà có tang, liên tục lui sau. Một khắc này, hắn đã lo lắng cho cô độc phong ảnh, đồng thời cũng do dự có nên ra tay giúp cô độc phong ảnh không. Cuối cùng hắn bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết cô độc phong ảnh là người cao ngạo. Đối với cô độc phong ảnh mà nói thì hắn cho phép bản thân mình thua Bùi Vũ Phu người đứng đầu trên thần bảng, nhưng không cách nào nhận thua trước người sử dụng kiếm giống như mình là Bạch Mi đạo nhân. Nhất là sau khi nắm được thế cục thì Bạch Mi đạo nhân lại nói những lời này để đả kích cô độc phong ảnh. Hắn tức giận, hắn không cam lòng, hắn muốn liều mạng nhưng biết được đó chỉ là chuyện cười. Cô độc thúc, cô độc kiếm pháp chia làm 5 cảnh giới, duy ngã bất khoái, trọng kiếm vô phong, nhân kiếm hợp nhất, thảo mộc giai kiếm cùng tâm trung vô kiếm. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của cô độc phong ảnh thì Bùi Đông Lai mở miệng. Từ sau khi xuất quan thì ngài đã đạt tới cảnh giới thảo mộc giai kiếm, đồng thời cũng đã bước chân vào bán bộ cương kính, trong mắt của cháu. Ngài chậm chạp không có đột phá là bởi vì từ đó đến nay ngài không để tâm trung vô kiếm vào trong lòng. Cô độc phong ảnh nghe vậy, ánh mắt không khỏi mờ đi vài phần. Hiển nhiên là hắn cũng biết cái này. Thậm chí là khi đi cùng Bùi Vũ Phu, hắn từng cố gắng thỉnh giáo Bùi Vũ Phu nhưng bởi vì phần cao ngạo kia nên thủy chung hắn vẫn không nói ra. Mà Bùi Vũ Phu cũng hiểu tính cách của cô độc phong ảnh, cũng không có chủ động truyền thụ võ học gì cho cô độc phong ảnh. Cùng mấy cảnh giới khác bất đồng, cương kính không hề chú trọng tu luyện mà là coi trọng việc tu luyện thần vực cường đại rồi thì mọi cơ năng của thân thể cũng tăng lên. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Cô độc thúc, trong quá trình tu luyện vô thần thì cháu đã phát hiện rằng việc tu tâm cũng gián tiếp tu luyện thần vực. Tâm vô trung kiếm tự ý nào mà nói cũng có thể quy kết về vô thần. Đây cũng chính là nói lấy tích lũy của người, chỉ cần ngộ được tâm vô trung kiếm thì có thể thuận lợi bước vào cảnh giới cương kính. Hai mắt cô độc phong ảnh tỏa sáng. Hắn đã từng vào lần rơi vào trạng thái vô thần, tu luyện Seto nhiều hiệu quả nhưng mà hắn cũng biết trạng thái vô thần là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhập thần thật ra là chỉ đạt tới cảnh giới vô tâm, cái gọi là vô tâm chính là bất động tâm, vô ngã. Từ đó bỏ qua ý thức của bản thân để vong sinh, vong tử, vong địch, vong ngã, bất động niệm, bất giới ý, vô tâm để tự nhiên. Bùi Đông Lai từ từ nói. Trong mắt cháu, tâm trung vô kiếm cần phải xem đối thủ không có kiếm, toàn bộ công kích của đối thủ là hư ảo, không tồn tại, càng quan trọng hơn là không cầm đem việc thắng lợi ký thác cười vào kiếm của mình. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai thì tinh quang trong mắt cô độc phong ảnh lóe lên, sau đó lâm vào trầm tư. Người nọ là ai? Coi như lúc Bùi Đông Lai đang giảng giải cho cô độc phong ảnh thì mọi người trong võ tràng liền ném mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong đó những người không biết Bùi Đông Lai liền thầm hỏi. Mà những người có quen biết với Bùi Đông Lai thì kinh ngạc tại sao Bùi Đông Lai lại xuất hiện ở đây. Hắc, quả nhiên không hổ là con trai của Bùi Vũ Phu, có thể tự mình truyền thụ những kinh nghiệm của mình cho cô độc phong ảnh, chẳng lẽ nó đã bước chân vào khu vực cương kính sao? Bạch Mi đạo nhân thấy vậy thì khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Đối mặt với vẻ châm chọc của Bạch Mi đạo nhân thì Bùi Đông Lai cũng không để ý mà vẻ hắn tỏ ra chờ mong nhìn vào cô độc phong ảnh. Mắt thấy Bùi Đông Lai không để ý đến mình, nhớ lại chuyện Bùi Đông Lai giết chết đại đệ tử mình là Lãnh Vô Cực thì Bạch Mi đạo nhân liền tức giận. Tiểu tử, vừa rồi ta đã tha cho cô độc phong ảnh một mạng, nhưng luận võ giữa ta và hắn chưa kết thúc, ta cho người 3 giây, lập tức cút khỏi đây, nếu không thì chớ trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Bùi Đông Lai nghe vậy thì chân mày nhíu lại, nhìn về phía Bạch Mi đạo nhân. Lời của ta không nói lần thứ hai. Mắt thấy Bùi Đông Lai thờ ơ, Bạch Mi đạo nhân nổi giận, ánh mắt như đao nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ý lớn hiếp nhỏ, ta muốn biết, làm sao ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đây? Lúc này đây, một giọng nói vang lên khắp võ tràng đủ để mọi người nghe rõ. Nói xong, bóng người hiện ra.
cả người Long Bồ Tổ Đề liền xuất hiện bên cạnh Bùi Đông Lai. Ngươi là ai? Long Bồ Tổ Đề đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt Bạch Mi đạo nhân biến đổi, hắn mặc dù không có gặp qua Long Bồ Tổ Đề nhưng mà trực giác nói cho hắn biết Long Bồ Tổ Đề rất mạnh. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ như thế nào? Long Bồ Tổ Đề nhìn chằm chằm vào Bạch Mi đạo nhân, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ngươi sẽ động thủ với Đông Lai ư? Bạch Mi đạo nhân trầm mặc không nói, lý trí nói cho hắn biết nếu như hắn dám động thủ với Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Ngươi đang lo lắng ta sẽ ra tay giúp Đông Lai. Dường như nhận ra tâm tư của Bạch Mi đạo nhân, Long Bồ Tổ Đề hừ nhẹ một tiếng. Hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi có thể giết được Đông Lai. Ý của ngươi là ta giết không được hắn. Bạch Mi đạo nhân cau mày, vẻ mặt hết sức khó coi, tuy rằng hắn sợ hãi Long Bồ Tổ Đề, nhưng mà ở hắn cũng không muốn mất mặt ở trước nhiều người như vậy. Dù sao, thông qua trận chiến vừa rồi thì hắn đã xác lập được địa vị minh chủ võ lâm. Thân là minh chủ võ lâm mà ngay cả một vãn bối như Bùi Đông Lai mà hắn cũng không đánh lại, nếu điều này truyền ra ngoài thì chẳng phải là khiến người ta cười rụng răng sao. Nếu không phải Đông Lai muốn để tự tay cô độc phong ảnh rửa mối nhục này thì hiện tại ngươi đã trở thành một đống thi thể rồi. Long Bồ Tổ Đề cười lạnh một tiếng. Không phải ta khinh ngươi, chỉ dựa vào thực lực cương kính nhập môn của ngươi thì ngay cả một chiêu của nó thì ngươi cũng không đỡ được. Dầm. Lời kia của Long Bồ Tổ Đề vừa mới thốt ra thì cả võ tràng liền sôi trào lên. Ngươi nói ngay cả một chiêu của hắn mà ta cũng không đỡ nổi sao? Bạch Mi đạo nhân hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, hỏi một câu, sau đó không đợi Long Bồ Tổ Đề trả lời thì hắn liền cười lên. Ngươi đang nói đùa sao? Nói giỡn ư? Long Bồ Tổ Đề cười lạnh. Với người như ngươi thì Long Bồ Tổ Đề ta đây cần phải nói giỡn không? Ngươi là Long Bồ Tổ Đề. Ngươi có tên, cây có bóng, nghe được cái tên Long Bồ Tổ Đề này thì Bạch Mi đạo nhân cả kinh, vẻ mặt liền tỏ ra khiếp sợ. Mặc dù hắn chưa gặp qua Long Bồ Tổ Đề nhưng mà hắn đã nghe qua danh của Long Bồ Tổ Đề, biết được Long Bồ Tổ Đề là một trong những cường giả nằm trong top 10 trên thần bảng. Ách! Khiếp sợ không riêng gì Bạch Mi đạo nhân mà cả đám người Dương Thiện cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bá! Sau đó, vô luận là Bạch Mi đạo nhân hay đám người Dương Thiện cùng nhìn sang phía Bùi Đông Lai. Bọn hắn biết rằng lấy thân phận của Long Bồ Tổ Đề thì nàng sẽ không nói đùa. Đây cũng chính là nói Bạch Mi đạo nhân sẽ không đỡ nổi một chiêu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy vậy cũng không để ý mà lẳng lặng nhìn cô độc phong ảnh, đợi kết quả từ cô độc phong ảnh. Hô! Sau đó, cô độc phong ảnh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thở ra một ngụm oi bức, sắc mặt phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Cô độc thúc, thúc hãy để lão già kia im miệng đi. Nhận thấy được khí tức trên người cô độc phong ảnh biến đổi thì Bùi Đông Lai biết rõ cô độc phong ảnh đột phá, lập tức nở nụ cười. Cô độc phong ảnh nghe vậy thì không nói gì nữa mà bước lên một bước. A-di, chúng ta xuống thôi. Bùi Đông Lai thấy thế thì biết cô độc phong ảnh muốn xuất thủ. Long Bồ Tổ Đề gật đầu rồi cùng Bùi Đông Lai đi xuống võ đài. Mắt thấy cô độc phong ảnh bước lên thì Bạch Mi đạo nhân cảm thấy vô cùng tức giận, hắn nhịn không được mà quát lạnh. Cô độc phong ảnh, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Cả người Bạch Mi đạo nhân đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, đột nhiên Bạch Mi đạo nhân xuất hiện trước người cô độc phong ảnh, thanh thái ất kiếm trong tay hắn vung lên hóa thành một đạo bạch quang, chém thẳng xuống đầu cô độc phong ảnh. Một kiếm này, hắn vận dụng toàn lực, muốn giết chết cô độc phong ảnh. Đối mặt với một kiếm toàn lực của Bạch Mi đạo nhân thì cô độc phong ảnh cũng không động đậy, tùy ý để kiếm chém thẳng xuống. Nhưng mà, coi như lúc thanh thái ất kiếm sắp chém trúng đỉnh đầu cô độc phong ảnh. Cô độc phong ảnh liền động. Chỉ thân mình hắn lóe lên né được một kiếm này, đồng thời thanh bảo kiếm trong tay hắn chém ra. Phốc, kiếm quang hiện lên, đầu của Bạch Mi đạo nhân liền bay ra, máu tươi bắn lên, thanh thái ất kiếm trong tay hắn rơi xuống. Bịch, leng keng, đầu người cùng thanh bảo kiếm liền rơi xuống đất. Ách, hình ảnh dừng lại. Trừ Bùi Đông Lai và Long Bồ Tổ Đề ra thì tất cả mọi người đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Thấy được ánh mắt của mọi người tỏ ra khiếp sợ thì cô độc phong ảnh không có gì mà là thu kiếm đi về phía Bùi Đông Lai. Chẳng lẽ thực lực cô độc phong ảnh tăng lên là bởi vì Bùi Đông Lai sao?
dường như toàn bộ mọi người trong võ tràng đều suy nghĩ như thế. Cảm ơn cháu, Đông Lai. Giống như suy đoán của mọi người, cô độc phong ảnh dừng lại ở trước người Bùi Đông Lai rồi nói cảm ơn, trong giọng nói tràn ngập vẻ cảm kích, càng nhiều là thổn thức. Thế sự vô thường. Người thiếu niên từng cần hắn bao che đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Trung Quốc đệ nhất kiếm. Cô độc đại sư vô địch. Đám đệ tử của cô độc võ quán thấy được cô độc phong ảnh đã giành chiến thắng thì liền gào thét, hô to lên. Kích động. Kích động không gì sánh bằng. Tương phản với bọn họ, lúc này đây đám người đệ tử võ đang đã đứng đó như một pho tượng, cả người ngơ ngác nhìn vào đầu một nơi, thân một ngã của Bạch Mi đạo nhân. Cho đến giờ phút này, bọn hắn vẫn không tin cô độc phong ảnh có thể dùng một kiếm để miểu sát Bạch Mi đạo nhân. Thật không ngờ vào giờ phút sinh tử cô độc phong ảnh lại có thể đột phá cương kính, chuyển bại thành thắng. Đúng a, một trận chiến này thật sự đúng là biển đổi bất ngờ, chỉ sợ không ai có thể dự liệu được cục diện này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm pháp của cô độc phong ảnh đã đạt đến một cảnh giới tối cao nào đó, nếu không thì cho dù hắn có đột phá cương kính đi chăng nữa thì cũng không thể giết chết Bạch Mi đạo nhân, càng không nói đến một kiếm tất sát. Đích thật là như vậy. Có lẽ là hắn đã đạt tới cảnh giới tâm trung vô kiếm trong truyền thuyết rồi, ai có thể vào thời khắc nguy cơ nhất thì hắn có thể lĩnh ngộ được. Lấy cách nhìn của tôi, đây không phải là do cô độc phong ảnh lĩnh ngộ ở thời khắc sinh tử, chuyện này có quan hệ với Đông Lai. Lúc này, đám nhân sĩ trong giới võ học liền bàn tán với nhau, Dương Thiện mở miệng nói. Nghe được Dương Thiện nói thế thì không ít người gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, bọn hắn thấy được cô độc phong ảnh cùng Bùi Đông Lai đang đi về phía bọn hắn. Mọi người cùng nhau đi xuống đi. Thầy vậy thì Dương Thiện đứng lên, đề nghị mọi người đi chúc mừng cô độc phong ảnh. Cô độc đại sư, chúc mừng chúc mừng. Một lát sau, đám người Dương Thiện đi đến trước mặt Bùi Đông Lai cùng cô độc phong ảnh rồi sôi nổi chắp tay chúc mừng cô độc phong ảnh. Nhờ phúc của Đông Lai thôi. Cô độc phong ảnh ảnh chắp tay đáp lễ. Bá. Nghe được cô độc phong ảnh nói thế thì đám người Dương Thiện liền nhìn sang Bùi Đông Lai, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò Bùi Đông Lai đã nói gì với cô độc phong ảnh, để cho cô độc phong ảnh có thể ngộ đạo. Dương Thúc, Thái Thúc. Đối mặt với từng ánh mắt kinh ngạc như thế thì Bùi Đông Lai cũng không có tỏ vẻ, mà là cúi người chào từng người. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Điểm này, Bùi Đông Lai chưa bao giờ thay đổi. Lúc trước có thể huyết tẩy đám người Thôi Gia SQ là đều nhờ đám người Dương Thiện ra tay. Huống chi đám người Dương Thiện còn có quan hệ tốt với Bùi Vũ Phu. Đông Lai, thực lực của cậu đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Thấy một màn như thế thì đám người Dương Thiện có chút vui mừng, Dương Thiện liền mở miệng hỏi. Trong phút chốc, ánh mắt của đám người Dương Thiện đều tập trung vào người Bùi Đông Lai. Thậm chí ngay cả cô độc phong ảnh cũng tỏ ra chờ mong câu trả lời của Bùi Đông Lai. Mới vừa đụng đến cánh của cương kính đại thành. Bùi Đông Lai trả lời. Ách, nghe được Bùi Đông Lai trả lời một cách tự nhiên như thế thì ánh mắt đám người Dương Thiện trừng to, nhìn vào Bùi Đông Lai giống như nhìn vào một con quái vật. Chấm. Sau khi hành động ở M kết thúc thì Quý Hồng được đưa về bệnh viện ở Yên Kinh trị liệu, thẳng cho đến khi trước đó không lâu thì nàng mới trở về Đông Hải. Trong một tháng qua, tuy rằng Bùi Đông Lai đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc tu luyện nhưng thỉnh thoảng vẫn đi qua thăm Quý Hồng, hơn nữa còn thường xuyên gọi điện cho nàng. Dựa theo ý của Đông Lai thì để Quý Hồng nằm ở bệnh viện Đông Hải, nhưng Quý Hồng sống chết không đồng ý, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, Bùi Đông Lai đáp ứng không để Quý Hồng nằm viện, còn Quý Hồng dựa theo lời Bùi Đông Lai, mỗi ngày đều dùng thuốc đông y của Miêu lão gia tử để trị thương. Sau khi bắt chuyện với đám người Dương Thiện xong thì Bùi Đông Lai ngồi xe đến biệt thự Tử Viên. Biệt thự Tử Viên. Lúc này Quý Hồng đang chạy bộ trên máy. Hiện giờ thân thể nàng đã khôi phục được 78 phần nhưng mà so với trước kia vẫn còn kém xa vì thế mỗi ngày nàng đều phải tập luyện đồng thời còn để giảm béo bởi vì trong những ngày nằm viện thì nàng đã lên 10 kg. Lão bản. Sau đó, coi như Quý Hồng dừng lại dùng khăn lau mặt thì một tên Phong Diệp đi vào. Cung kính hành lễ về phía Quý Hồng. Thấy Phong Diệp đi vào thì Quý Hồng có chút nghi hoặc mà hỏi. Có chuyện gì sao? Lão bản, chuyện này vốn muốn nói cho ngài vào ngày hôm qua nhưng... Chuyện gì? Quý Hồng nghe vậy thì chân mày nhíu lại, lên tiếng cắt ngang. Phong Diệp hội báo nói. Một tháng trước Bạch Mi đạo nhân đã giành được chức võ lâm minh chủ,
tối qua hắn đã hạ chiến thư khiêu chiến với cô độc đại sư. Bá! Nghe được Phong Diệp nói thế thì Quý Hồng liền đứng dậy, nói. Luận võ tiến hành khi nào? Còn nữa, thực lực bây giờ của tên đạo sĩ kia là gì? Tên Bạch Mi đạo nhân kia đã bước chân vào cương kính. Phong Diệp vốn kể mọi chuyện nhưng liên tục bị Quý Hồng cắt ngang hai lần, vì thế đành phải bất đắc dĩ mà trả lời từng vấn đề của Quý Hồng. Lão bản, luận võ đã được diễn ra, hiện giờ cũng xong rồi. Cái gì? Lấy sự hiểu biết của nàng thì sư phụ nàng là cô độc phong ảnh vẫn chưa có đột phá khu vực cương kính, mà Bạch Mi đạo nhân là cương giả cương kính, điều này làm cho sắc mặt nàng đại biến, giọng nói tỏ ra lo lắng và bất an. Sư phụ ta có sao không? Lão bản, xin người hãy để tôi đem mọi chuyện nói cho hết lời, sự tình là như vậy. Phong Diệp thấy vậy thì đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Quý Hồng. Cậu nói sư phụ của ta vốn là bị Bạch Mi đạo nhân áp chế, sau đó bởi vì Bùi Đông Lai xuất hiện nói cái gì đó với sư phụ ta nên sư phụ ta đột phá lên cương kính, xoay chuyển thế cục, giết chết Bạch Mi đạo nhân sao? Có lẽ là do quá kinh ngạc nên cặp mặt của Quý Hồng liền trừng lên. Đúng vậy. Phong Diệp gật gật đầu, sau đó lại cúi người, nói. Xin lỗi lão bản, vốn tôi định nói với ngài vào tối qua, nhưng cô độc đại sư sợ ngài lo lắng nên không cho phép tôi nói. Không trả lời. Quý Hồng vẫn đang lâm vào cảnh khiếp sợ. Nàng thật sự không thể tưởng tượng Bùi Đông Lai có thể làm được điều này. Đúng rồi lão bản, Bùi tiên sinh đang đến đây, 30 phút sau sẽ đến nơi. Phong Diệp đợi đến lúc Quý Hồng lấy lại tinh thần thì mới mở miệng nói tiếp. Tên kia muốn tới sao? Trái tim Quý Hồng khẽ run lên, sau đó nghĩ đến toàn thân mình đều toát mồ hôi thì nói. Ta biết rồi, cậu đi ra ngoài đi, không có lời của ta thì không cho phép đi vào. Vâng, lão bản. Phong Diệp cung kính rời khỏi biệt thự, mà Quý Hồng liền chạy nhanh lên lầu, cởi hết quần áo trên người ra đi vào phòng tắm, đây chính là muốn vận động nhẹ nhàng sao? Sau khi đánh xong một trận, trong đại sảnh không vang lên những tiếng bành bạch nữa, mà đó chính là tiếng thở dốc. Sau khi thử nghiệm được phong thái làm nữ vương thì cả người Quý Hồng như bị rút hết toàn bộ sức lực, vô lực mà nằm trên người Bùi Đông Lai, hưởng thụ cảm giác khoái cảm trong người, mồ hôi trên người nàng từ từ chảy xuống. Sự điên cuồng của Quý Hồng đã nằm suy đoán của Bùi Đông Lai, khiến cho hắn thể nghiệm một được phen khoái cảm mà hắn chưa từng làm được trên người của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na. Như là biết Quý Hồng đang mệt mỏi, Bùi Đông Lai vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Quý Hồng. A, à, cả người Quý Hồng như bị kích thích, không nhịn được mà vặn vẹo hai ba cái, đôi môi khêu gợi rên lên một tiếng. Điều này làm cho cây thương ở phía dưới của Bùi Đông Lai có phản ứng. A, à, hô, cảm nhận được vẻ biến hóa của cây thương Bùi Đông Lai thì hơi thở Quý Hồng trở nên dồn dập. Hon, Hani, người ta không còn sức nữa rồi. Làm gì có người nữ nhân nào lại giống như cô, lần đầu tiên mà lại điên cuồng như thế. Bùi Đông Lai cười khổ, áp chế dục vọng trong lòng, từ từ nghiêng người rồi ôm Quý Hồng vào trong lòng. Quý Hồng nghe vậy thì mở mắt ra, vẻ mặt ửng đỏ nhìn vào Bùi Đông Lai, hừ nhẹ. Một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ cho cậu biết tay. Bùi Đông Lai không phản bác được. Đúng rồi, vừa rồi khi sắp, thì cậu có rút ra không? Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì Quý Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, bản thân tôi muốn rút ra nhưng mà tỷ không cho tôi cơ hội a. À, tỷ ngồi nhún nhảy trên đó thì làm sao tôi rút ra được. Vậy thì có thể là có hay không a? Nghĩ đến bộ dạng phóng đãng điên cuồng lúc nãy của mình thì Quý Hồng cũng có chút ngượng ngùng, sau đó nàng tỏ ra tò mò mà hỏi. Thấy Quý Hồng tỏ ra lo lắng, bộ dạng đáng yêu như thế thì Bùi Đông Lai trả lời. Không biết. Lúc cậu cùng Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì có rút ra không? Không có. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Hả? Quý Hồng sửng sốt. Vì sao không rút? Tỷ tỷ, chúng ta có biện pháp tránh thai à? Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Như vậy à? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Quý Hồng tỉnh ngộ, sau đó tỏ ra đắc ý. Mặc dù là trong trận chiến yêu đương này tỷ tỷ bại bởi Tần Đông Tuyết nhưng mà tỷ tỷ có thể làm mẹ trước nàng ta, xem như là hòa rồi. Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến. Tôi ôm tỷ đi tắm nhỉ. Bùi Đông Lai vội đổi đề tài. Được. Thấy Quý Hồng đáp ứng thì Bùi Đông Lai không nói lời vô ích, đứng dậy rồi ôm lấy Quý Hồng.
cả người Quý Hồng giống như bạch tuộc, ôm lấy Bùi Đông Lai, hai cái bánh của Quý Hồng dán chặt vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Hầu kết Bùi Đông Lai khẽ nhúc nhích, hắn bỏ qua ý định xử tử Quý Hồng ngay tại chỗ mà là ôm Quý Hồng đi vào phòng tắm. Bùi Đông Lai vô tâm, Quý Hồng vô ý nhưng hai cái bánh bao ấy thật sự là quá lớn, mỗi lần Bùi Đông Lai bước đi thì hai hạt anh đào liền cọ cọ vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai ôm Quý Hồng đi vào phòng tắm, thả Quý Hồng xuống rồi mở vòi xem lên. Nước ấm chảy xuống, Quý Hồng một bên hưởng thụ nước ấm, một tay cầm lấy cây thương của Bùi Đông Lai mà đùa nghịch. Tại sao nó còn cứng như vậy? Yêu tinh, đây là cô đang nghi ngờ lực hấp dẫn của mình sao? Bùi Đông Lai dịch thân về phía ao, tức giận nói. Nếu cô còn làm thế thì nó sẽ phản kháng đó. Vậy hãy để cho nó phản kháng đi. Quý Hồng cười xấu xa, mân mê kiều đồn, cố ý cọ sát vào. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Nếu không phải đây là lần đầu tiên của cô, hơn nữa lúc nãy vô quá điên cuồng thì tôi sẽ để nó giáo huấn cô. Hani, có phải cậu còn muốn nữa không? Quý Hồng nghe vậy thì từ từ xoay người lại, đối diện với Bùi Đông Lai, hỏi. Nhìn thân thể mềm mại của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai liền hỏng mất. Yêu tinh, như vậy là chết người. Vậy thì sao? Quý Hồng cười quyến rũ, vươn tay ra, cầm lấy cây thương của Bùi Đông Lai rồi từ từ ngồi xuống, đôi môi khêu gợi mở ra. Âu! Cả người Bùi Đông Lai run lên. Bùi Đông Lai từ từ nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ cái lưỡi của Quý Hồng. Suốt một buổi trưa, Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng làm từ trên ghế salon rồi vào phòng tắm, từ phòng tắm lên giường, thẳng cho đến hoàng hôn thì mới dừng lại. Màn đêm buông xuống, Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng đi ra đại sảnh của biệt thự. Bùi tiên sinh, Quý tiểu thư. Mặc dù thấy tư thế bước đi có Quý Hồng ó chút không tự nhiên nhưng mà Phong Diệp cũng không hỏi gì mà là cúi đầu hỏi. Phong Diệp, tôi mang Quý tỷ đi dùng cơm, cậu không cần đi theo, tôi tự lái xe là được. Vâng Bùi thiếu. Phong Diệp nghe vậy thì liền đưa chìa khóa xe cho Bùi Đông Lai. Muốn ăn cái gì? Sau khi chạy xe ra khỏi đại viện biệt thự thì Bùi Đông Lai quay đầu lại hỏi Quý Hồng. Gì cũng được. Quý Hồng chỉ cảm thấy ở phía dưới của mình nóng như lửa cháy, còn có tâm tư gì mà chú ý ăn mòn gì cơ chứ? Biết được hậu quả chưa? Bùi Đông Lai thấy thế, ôn nhu nói. Trước hết tôi chở cô đi mua thuốc, sau đó lại đi dùng cơm. Không, không cần. Bình thường tuy rằng Quý Hồng rất lưu manh nhưng mà muốn nàng đi đến tiệm thuốc để mua thuốc về cái vấn đề này thì nàng không làm được. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Để tôi mua giúp tỷ tỷ. Được, được rồi. Khuôn mặt Quý Hồng đỏ lên, vội vàng cúi đầu, sau đó nói. Đúng rồi, cậu đã có tin tức của Odin, Dixie chưa? Vẫn chưa. Nghe được cái tên Odin, Dixie thì Bùi Đông Lai thu lại nụ cười, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Từ sau khi huyết tẩy tổng bộ thần võng thì Odin, Dixie cùng với thủ lĩnh thần vệ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, dù cho Bùi Đông Lai vận dụng mọi thế lực cũng không thể tra ra chỗ ẩn thân của bọn hắn. Theo như lời cậu nói thì trong thời gian huyết tẩy tổng bộ thần võng thì Odin đã tẩu hỏa nhập ma, hộc máu mà chạy trốn. Tẩu hỏa nhập ma là điều tối kỵ của người luyện võ, nhẹ thì công phu bị phế đi, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, làm không tốt thì tên Odin kia sẽ mất mạng. Không biết vì sao tôi có cảm giác Odin biến mất không đơn giản như vậy. Bùi Đông Lai khẽ cau mày, như có suy nghĩ gì nói. Nếu thương thế Odin chưa khôi phục thì đợi cho thương thế hắn lành lại thì hắn sẽ mang theo Dixie tái xuất giang hồ. Ngược lại nếu như Odin thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ công phu bị phế đi thì Dixie cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới tìm tôi. Hiện tại cậu có nắm chắc thắng được hắn không? Trong lòng Quý Hồng căng thẳng, tràn đầy lo lắng mà hỏi. Lo lắng là bởi vì nàng thiếu chút nữa bị Dixie đánh chết NS ưng mà tận mắt thấy được Dixie cùng chiến một trận với Diệp Cô Thành. Biết rõ thực lực của Dixie cũng không kém hơn Diệp Cô Thành là bao. Ngay tại lúc đó thì Diệp Cô Thành đã là cương kính đại thành đỉnh phong, mà hiện giờ Bùi Đông Lai chỉ là cương kính nhập môn, song phương còn cách nhau một cảnh giới. Trong đầu hiện ra cảnh tượng Dixie đánh Quý Hồng trọng thương, Tiêu Phi ở thế giới kia bị Dixie sát hại, nghĩ đến cha mình Bùi Vũ Phu vì Odin mà chết thì ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại thành một đường nhỏ, trực tiếp tuyên án tử hình Dixie. Ina! Để câu đối kia qua phải một chút. Đêm giao thừa, trong tứ hợp viện của Bùi gia ở Yên Kinh,
lúc này Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na đang treo câu đối xuân. Đông Tuyết, cậu xem thử được chưa? Được rồi. Tần Đông Tuyết liền nói, sau đó đưa cho Hạ Y Na một cái đèn lồng. Đông Tuyết, chúng ta sửa lại cái đèn lồng kia đi. Dán xong câu đối, thấy được chiếc đèn lồng ở bên trên bị vướng vào vật gì đó, Hạ Y Na nói. Ừ, cậu tới tí, tớ đi lấy ghế đã. Tần Đông Tuyết trả lời. Để đó cho tôi. Sau đó, Quý Hồng Thân mang một chiếc sườn xám màu đỏ từ bên trong đi ra. Cùng những năm qua bất đồng, năm nay ăn Tết còn có nàng, Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na và Mộ Khuynh Nhan. Được. Thấy Quý Hồng chủ động muốn làm thì Tần Đông Tuyết mỉm cười gật đầu. Từ sau khi Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai cửu tử nhất sinh ở M trở về thì thái độ của nàng đối với Quý Hồng đã chuyển biến rất lớn, không có cạnh tranh nhau nữa mà là cố gắng dung hòa chúng nữ, tạo thành một đại gia đình. Không riêng gì Tần Đông Tuyết mà ngay cả Hạ Y Na cũng đã chấp nhận Quý Hồng. Mắt thấy Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na không nói gì thì Quý Hồng mỉm cười bước lên cầm lấy đèn lồng trong tay Hạ Y Na rồi nhảy lên, dễ dàng treo được đèn lồng ở trên cửa. Biết võ công thật tốt. Thấy một màn như vậy thì Hạ Y Na tỏ ra hâm mộ nói một câu, sau đó đề nghị. Quý Hồng tỷ, sau này tỷ dạy công phu cho em và Đông Tuyết đi. Được. Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na thay đổi thái độ, Quý Hồng đều biết được, từ sâu trong lòng thì nàng cũng rất muốn trở thành chị em với hai người, cho nên nghe Hạ Y Na nói thế thì nàng lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, ở trong phòng bếp Bùi Đông Lai đang làm mấy món ăn. Lúc này đây. Hắn đang nhớ lại cảnh hàng năm ăn Tết, hắn và Bùi Vũ Phu cùng nhau viết câu đối, cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau ăn rồi cùng nhau đốt pháo. Qua tử, nếu để những người trên thần bảng biết được người là một người nội trợ trong gia đình thì chỉ sợ bọn hắn sẽ mắng người là một kẻ ngốc a. Nghĩ nghĩ, Bùi Đông Lai lên tiếng rồi nở ra nụ cười nhưng mà nụ cười vô cùng chua xót. Qua tử, con nhớ đến người. Trong đầu hiện ra những hình ảnh lúc trước thì Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên. Hai mắt phiếm hồng nhìn trần nhà, thì thào tự nói. Sau đó, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thấy ba người Tần Đông Tuyết đi vào thì Bùi Đông Lai nở ra nụ cười. Thịt làm tốt rồi, một lát nữa có thể làm sủi cảo. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì khuôn mặt ba người có chút đỏ lên. Ở các nàng xem ra, vô luận là cắt thịt, làm sủi cảo, đều là do nữ nhân làm, hiện giờ Bùi Đông Lai lại làm hết mọi chuyện. Mặt đỏ rất nhiều. Các nàng đều rất rõ ràng, Bùi Đông Lai làm như vậy, chỉ là muốn tìm cảm giác gia đình đoàn viên. Màn đêm buông xuống, một chiếc Audi A6 chạy đến rồi dừng lại trước cửa tứ hợp viện Bùi gia. Khi xe dừng lại, Mộ Khuynh Nhan vội vàng xuống xe, hốt ha hốt hoảng chạy vào tứ hợp viện. Bởi vì tham gia tiết mục cuối năm, bởi vì cả buổi chiều làm công tác nên nàng không thể ở nhà làm sủi cảo với đám người Bùi Đông Lai. Nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì nàng đã để đạo diễn tự lo, còn nàng thì chạy về. Khuynh Nhan, cậu về thật đúng lúc, bánh sủi cảo vừa mới nhấc xuống bếp nè. Hạ Y Na thấy Mộ Khuynh Nhan vào nhà thì mở miệng trêu ghẹo. Khuôn mặt Mộ Khuynh Nhan đỏ lên. Chiều này tớ muốn trở về nhưng mà lại có nhiều khán giả. Không sao đâu Khuynh Nhan, chuyện chính quan trọng hơn, mọi người đều mong thấy được hình ảnh em biểu diễn ở trên TV vào tối nay đó. Thấy bộ dạng nóng lòng của Mộ Khuynh Nhan thì Quý Hồng liền lên tiếng an ủi. Đúng a, Khuynh Nhan, cậu cũng không nên lo gì, chúng ta đều là người một nhà mà. Tần Đông Tuyết thấy vậy thì cũng mở miệng phụ họa nói theo. Các vị đại nhân cũng biết tiểu nhân đang bận ư. Mắt thấy tứ nữ đứng đó nói chuyện thì Bùi Đông Lai có chút dở khóc dở cười. Sủi cảo đã nóng rồi, mau mang lên rồi chuẩn bị dọn cơm thôi. Tuân lệnh, Bùi Đại Sư. Hạ Y Na liền cúi chào lĩnh mệnh, điều này khiến cho ba người Tần Đông Tuyết, Quý Hồng cùng Mộ Khuynh Nhan buồn cười. Sau đó, một bàn thức ăn đã được dọn lên. Reng. Sau đó, coi như tất cả mọi người chuẩn bị ngồi xuống dùng cơm thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Hả? Nghe được tiếng vang này thì Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ra. Bởi vì đây là chính là tiếng chuông của điện thoại vệ tinh mà hắn dùng để liên lạc với Diệp Cô Thành. Mọi người ăn trước đi, tớ đi nghe điện thoại. Sau đó, Bùi Đông Lai cười nói một câu rồi đi ra ngoài cửa để nghe máy. Cậu! Mở khóa xong, Bùi Đông Lai mở miệng nói trước. Đông Lai, là ta. Bùi Đông Lai vừa dứt lời thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói,
giọng nói này không phải là của Diệp Cô Thành mà là của thủ trưởng số 1. Ách, nghe vậy thì Bùi Đông Lai cả kinh, hiển nhiên hắn không ngờ rằng thủ trưởng số 1 lại dùng điện thoại của Diệp Cô Thành mà gọi cho mình, hơn nữa còn gọi vào đêm giao thừa. Thủ trưởng, chúc ngài năm mới vui vẻ. Kinh ngạc qua đi, Bùi Đông Lai vội vàng trả lời, mặc lời là nói lời chúc nhưng mà chân mày hắn lại nhíu vào nhau. Thật có lỗi vì đã làm phiền cậu. Thủ trưởng số 1 thở dài nói xin lỗi, giọng nói tỏ ra ngưng trọng. Nhưng mà bởi vì an toàn của quốc gia nên ta phải làm như vậy. Thủ trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Lời nói của thủ trưởng số 1 khiến cho Bùi Đông Lai chấn động, hắn mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến cha con Odin, Dixie. Đông Lai, lúc nãy Tổng thống M có gọi đến nói chuyện với ta, trong điện thoại, ông ấy nói rằng tối qua ở trong một căn cứ hạt nhân ở M đã bị tập kích, toàn bộ người trong căn cứ đã bị giết chết, hung thủ đã khống chế toàn bộ đầu đạn hạt nhân ở trong căn cứ đó. Giọng nói của thủ trưởng tỏ ra ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tên hung thủ chính là Dixie, nhưng mà hắn không có nhấn nút để phóng đầu đạn hạt nhân, hắn đã nhờ quân đội M gửi yêu cầu đến chúng ta. Hắn nói trong vòng 24 giờ nữa thì cậu phải đi gặp hắn, nếu không thì hắn sẽ phóng toàn bộ đầu đạn hạt nhân trong đó để hủy diệt cả Trung Quốc chúng ta. Dixie tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Bùi Đông Lai nằm mơ cũng không ngờ Dixie lại dùng phương thức cực đoan như vậy để gặp mình. Điều này làm cho cả người Bùi Đông Lai ngây ngẩn ra. Như thế nào hắn làm vậy? Tại sao Odin lại cho phép hắn làm thế? Ngây người đi qua. Bùi Đông Lai trăm mối vẫn không có cách giải, ở hắn xem ra Dixie dưới tình thế cấp bách sẽ làm ra chuyện cực đoan như thế này nhưng mà Odin kẻ luôn muốn thống trị thế giới ngầm, thậm chí là muốn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới sẽ không làm chuyện như thế. Bởi vì Dixie làm như vậy sẽ đắc tội đến góp đại ca của 4VN, không riêng gì hắn mà thậm chí còn đẩy Odin vào tuyệt lộ. Cái gọi là tuyệt lộ chính là làm kẻ địch của toàn bộ thế giới. Chẳng lẽ Odin tẩu hỏa nhập ma, chết rồi sao? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, nghĩ đến một khả năng khác. Đông Lai, vô luận là vì cậu hay vì đất nước thì nhất định trong 24 tiếng cậu phải có mặt ở đó. Thủ trưởng số 1 cũng biết tin này quá kinh hãi thế tục cho nên thấy Bùi Đông Lai không nói gì thì mở miệng nói tiếp. Lời nói của thủ trưởng số 1 để cho Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, hắn hỏi. Thủ trưởng, tôi muốn biết tổng cộng có bao nhiêu người. Chỉ có một mình tên gia hỏa tên là Dixie. Thủ trưởng, ngài xác định sao? Bùi Đông Lai có chút hoài nghi, khi hắn xem ra, cho dù Odin tẩu hỏa nhập ma chết đi thì tên thủ lĩnh thần vệ kia cũng cùng đi với Odin mới đúng. Xác định. Thủ trưởng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Mắt thấy thủ trưởng số 1 xác nhận thì Bùi Đông Lai liền lập tức đồng ý. Tốt, vậy cậu hãy đến quân khu 20 ở Yên Kinh. Tự tôi sẽ tiễn cậu đi. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai thì thủ trưởng số 1 khẽ thở phào một hơi. Hô! Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thì Bùi Đông Lai thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm tình rồi đi vào trở lại phòng ăn. Cuồng ca muốn đến đây ăn Tết, nhưng đã bị tớ từ chối. Đi vào phòng ăn thấy bốn người Tần Đông Tuyết không hề động đũa mà chờ mình thì Bùi Đông Lai liền chủ động mở miệng nói đối một câu. Cuồng ca muốn làm bóng đèn à? Quá vô sỉ rồi. Hạ Ina cười nói. Bùi đại sư, nhanh chóng đến chủ trì tiệc tối đi, một hồi Khuynh Nhan còn đi diễn tiết mục cuối năm nữa à. Tớ có hối hận khi đã nhận lời tham gia tiết mục cuối năm này. Mộ Khuynh Nhan đáng thương nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười cười, đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, sau đó giơ chén rượu gạo mới vừa mới nhập khẩu từ Việt Nam về rồi nói. Sau đây, tớ xin tuyên bố. Bữa tiệc tối đêm giao thừa được bắt đầu. Hi hi. Thấy bộ dạng cười đùa của Bùi Đông Lai thì tứ nữ đều nở nụ cười, trong đó Hạ Ina là cười sung sướng nhất. Ây ra, tớ nói nè, mọi người nhìn xem có phải Bùi Đông Lai đồng học chúng ta nên đi làm lãnh đạo hay không? Phạt Ina một chén. Bùi Đông Lai nghiêm trang nói. Không uống thì không cho phép ăn sủi cảo. Cậu! Hạ Ina vốn cười đến nhất sung sướng. Đột nhiên nghe được Bùi Đông Lai vừa nói như thế, lập tức giống là bị ủy khuất, lập tức kháng nghị. Hừ, thật không công bằng. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Đông Lai cùng ba người Tần Đông Tuyết không nhịn được mà cười lên. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nổi lên bốn phía, không khí hòa hợp. Sau đây, chúng ta uống chén thứ hai.
Sau khi ăn một miếng sủi cảo thì Bùi Đông Lai lại giơ chén rượu lên, nói. Bất quá trước khi uống thì tớ có một chuyện muốn nói. Cậu còn phạt rượu tớ thì tớ không để yên cho cậu đâu. Hạ Y Na làm ra bộ dạng dương nanh múa vuốt. Ba người Tần Đông Tuyết thấy thế thì lại cười, đồng thời đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Nghe lời nói trêu ghẹo của Hạ Y Na, thấy bộ dạng hạnh phúc của bốn người Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai không muốn nói những lời đó để ở nhà hảo hảo mà cùng ăn Tết với bốn người Tần Đông Tuyết, nhưng mà hắn biết bản thân hắn không thể làm như vậy. Vô luận là vì mình, hay là vì người. Kỳ thật thì vừa rồi tớ đã nói dối. Điện thoại vừa rồi không phải là do Cuồng Ca gọi đến. Hả? Lời kia của Bùi Đông Lai vừa thốt ra thì bốn người Tần Đông Tuyết liền sửng sốt. Vậy là ai? Quý Hồng liền mở miệng hỏi. Nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm. Thủ trưởng số 1. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Bùi Đông Lai nói là thủ trưởng số 1 gọi đến thì trong lòng Quý Hồng liền có một cảm giác bất an. Không phải là góp ca của 4VN đến thăm nước chúng ta sao? Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra thoải mái. Đêm nay, thủ trưởng số 1 sẽ dẫn người thiết yến đãi tiệc cho góp ca, nên muốn mời tớ đến tham dự. Đáng ghét thật, Tết rồi mà cũng không để người ta yên. Hạ Y Na tin lời của Bùi Đông Lai, cho nên nàng tỏ ra khó chịu nói. Cậu không phải là nhân viên chính phủ thì đi làm gì? Mộ Khuynh Nhan thì không nói gì, còn hai người Tần Đông Tuyết và Quý Hồng thì trầm mặc không nói gì. Lấy chỉ số thông minh của bọn họ thì bọn họ cho rằng Bùi Đông Lai đang nói xạo. Nếu không thì cậu gọi điện, coi thử có thể không đi được không? Hạ Y Na tính cách ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Y Na, tuy rằng Đông Lai không phải là nhân viên chính phủ nhưng mà cậu cũng biết, hành động của Đông Lai đã làm cho nước ta đi lên một mức mới. Tự ý nào mà nói thì thân phận của cậu ấy cũng vô cùng hiển hách. Đối mặt với lời đề nghị của Hạ Y Na, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, Tần Đông Tuyết liền cười nói. Lần này góp ca đến đây là để vui chơi, nếu như Đông Lai không đến thì có thể góp ca sẽ tung bom làm tan bành nước mình thì sao? Quý Hồng nghe vậy cũng phụ họa. Ừ, ăn Tết cả 15 ngày lận, hắn có thể thoát được đêm giao thừa nhưng không thể trốn khỏi mồng 1. Chẳng biết tại sao thấy cục diện như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai vô cùng tức giận và cảm động, tức giận vì hành động chó má của Dixie, còn cảm động về biểu hiện của bốn người Tần Đông Tuyết. Dưới ánh đèn, tay cầm ly rượu của hắn khẽ run lên, thiếu chút nữa là làm đổ rượu ra bên ngoài. Đêm nay uống đến đây thôi, khi nào trở lại thì tớ sẽ uống gấp đôi. Uống xong chén này thì tớ sẽ đi, mọi người cứ tiếp tục mà dùng bữa. Nói xong, Bùi Đông Lai ngẩng cổ. Một hơi uống sạch. Tớ đưa cậu ra ngoài. Mắt thấy Bùi Đông Lai uống hết thì Tần Đông Tuyết đứng dậy, nói. Được. Bùi Đông Lai biết Tần Đông Tuyết đã nhìn ra chỗ sơ hở nhưng mà biết mình không thể từ chối yêu cầu nhỏ này của Tần Đông Tuyết. Ngược lại nếu Tần Đông Tuyết khăng khăng muốn hỏi thì nhất định hắn sẽ đem mọi chuyện nói ra cho Tần Đông Tuyết biết. Ra khỏi phòng ăn, Tần Đông Tuyết chủ động khoác tay Bùi Đông Lai rồi cùng Bùi Đông Lai đi ra bên ngoài. Nhưng mà làm cho Bùi Đông Lai bất ngờ chính ra đi ra tới bên ngoài cửa thì Tần Đông Tuyết cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng đi cùng hắn. Tần Đông Tuyết trầm mặc khiến cho Bùi Đông Lai không yên, hắn nhịn không được mà dừng bước lại, quay đầu, nhìn vào Tần Đông Tuyết, muốn nói thật. Đông Tuyết, tớ, đi nhanh thôi. Không đợi Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết đã mỉm cười cắt ngang, sau đó ôn nhu sửa lại cổ áo cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy vậy thì lẳng lặng không nói gì. Tùy ý để Tần Đông Tuyết làm. Vào đi. Sau đó, đợi Tần Đông Tuyết làm xong thì Bùi Đông Lai mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt Tần Đông Tuyết, ôn nhu nói. Ừ. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, xoay người, trở lại tứ hợp viện. Bùi Đông Lai bước nhanh ra ngoài. Một bước. Hai bước. Bước được ba bước, hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại, xoay người nhìn lại. Tớ sẽ còn sống trở về. Bọn tớ chờ cậu. Trong màn đêm, bọn họ không nói tiếng nào nhưng lại tâm hữu linh tê. Tên hỗn đản không có lương tâm, lần trước từ biệt không đến thăm ta thì thôi lại còn đến tìm thánh nữ, đã phái người đến mời sư phụ rời núi đối phó với thần võng mà cũng không nói cho ta biết, thật sự quá ghê tởm. Trên đỉnh Tu Di Sơn, Tô Bồ Đề mặc một chiếc trường bào màu trắng, ngồi bên trên dốc núi, thì thào tự nói. Ta đè chết tên hỗn đản nhà ngươi. Khi nói chuyện, Tô Bồ Đề không khỏi nhớ lại cảnh Bùi Đông Lai lấy tuyết ném vào ngực mình,
trong lòng nàng hơi tức, không ngừng ném tuyết, cảm giác giống như Bùi Đông Lai đang ở trước mặt. Không được, ta phải đi giáo huấn tên hỗn đản đó. Liên tục ném mấy quả tuyết cầu, trong lòng Tô Bồ Đề vừa động, đột nhiên nghĩ đến Bùi Đông Lai còn thiếu nhân tình của nàng. Sau khi quyết định thì nàng liền đứng dậy muốn tới tìm Long Bồ Tổ Đề để nói. Ma Bồ Môn, trong phòng Long Bồ Tổ Đề. Lúc này Long Bồ Tổ Đề không có đã tọa mà là cau mày, bước chân lo lắng đi về phía cửa sổ, cầm lấy một bông hoa trong bình. Sư phụ! Đột nhiên Long Bồ Tổ Đề nghe được giọng nói của Tô Bồ Đề. Vào đi! Long Bồ Tổ Đề điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng. Két! Cửa được mở ra, Tô Bồ Đề đi vào thấy Long Bồ Tổ Đề không đả tọa thì ngẩn ra, hỏi. Sư phụ đêm nay ngài không đả tọa sao? Bồ Đề! Vi sư có chuyện, phải xa nhà một chuyến, còn có chuyện gì sao? Long Bồ Tổ Đề hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sư phụ, con muốn đến Trung Quốc. Nghe Long Bồ Tổ Đề hỏi thì Tô Bồ Đề đáp một câu, sau đó có chút tò mò. Sư phụ, ngài đến Trung Quốc tìm tên hỗn đản đó sao? Con muốn tìm Đông Lai à? LBT nhíu mày, giọng nói hơi to một chút. Vâng, Tô Bồ Đề gật đầu. Sau đó ý thức được đêm nay Long Bồ Tổ Đề có chút gì khác thường, nhịn không được mà hỏi. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Con không cần đi. Chân mày Long Bồ Tổ Đề càng nhíu chặt hơn. Tô Bồ Đề vô cùng nghi hoặc. Vì sao? Con đi Trung Quốc cũng không thấy hắn, đêm nay hắn đã đến M. Hắn đi M làm gì? Tô Bồ Đề hỏi kỹ, sau đó trong lòng nàng vừa động, đột nhiên đoán được cái gì? Chẳng lẽ người của thần võng xuất hiện sao? Ừ. Suy nghĩ một lát, Long Bồ Tổ Đề vội đem mọi chuyện nói cho Tô Bồ Đề biết. Long Vương Diệp Cô Thành vừa mới gọi điện cho ta, hắn nói tên tiểu bối thần võng gọi là Dixie đã xâm nhập vào căn cứ hạt nhân ở M, giết sạch mọi người trong đó, trước mắt hắn đã khống chế cả căn cứ, hơn nữa còn để quân đội M thông báo cho Đông Lai. Nếu trong vòng 24 giờ Đông Lai không đến thì hắn sẽ liền phóng những đầu đạn hạt nhân để hủy diệt cả Trung Quốc. Ách! Nghe Long Bồ Tổ Đề nói thế thì Tô Bồ Đề cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, tỏ ra vô cùng tức giận. Tên Dixie khốn kiếp kia làm sao lại làm như vậy? Thật sự là rất hèn hạ. Vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, Long Vương liên hệ ta cùng với Giáo Hoàng đi đến M để đối phó với Odin. Long Bồ Tổ Đề giải thích. Hiện tại ta sẽ xuống núi, con cùng với hai vị sư tỷ hãy ở lại đây. Sư phụ, con cũng đi. Tô Bồ Đề chủ động xin đi giết giặc. Sắc mặt Long Bồ Tổ Đề phát lạnh. Không được. Vì sao? Tô Bồ Đề thở gấp, nói. Sư phụ, con đã bước chân vào cương kính, có thể giúp hắn mà. Tuy rằng con đã bước vào cương kính nhưng thực lực của con cũng không đủ để tham gia chuyện này. Giọng nói Long Bồ Tổ Đề tỏ ra nghiêm túc, nói. Vậy tại sao Bùi Đông Lai có thể đi? Tô Bồ Đề hoàn toàn nóng nảy. Long Bồ Tổ Đề trầm giọng. Thứ nhất là do tên Dixie kia chỉ đích thân nó, thứ hai là thực lực của nó bây giờ đã là cương kính đại thành rồi. Hả? Tô Bồ Đề hoảng sợ. Khi nào mà hắn lại trở nên mạnh như thế? Lúc này đây, Long Bồ Tổ Đề không nói gì mà là đi ra. Sư phụ, theo như lời người nói thì hắn không có việc gì phải không? Tô Bồ Đề ở phía sau hỏi. Bước chân Long Bồ Tổ Đề vẫn bước đi, không có trả lời. Long Bồ Tổ Đề trầm mặc khiến cho trái tim Tô Bồ Đề trầm xuống, cả người đứng sững sờ tại chỗ. Sau đó, đợi Tô Bồ Đề lấy lại tinh thần thì Long Bồ Tổ Đề đã đi xa, nàng liền đuổi theo. Sư muội, sư phụ nói để chúng ta nói cho muội biết. Tuy rằng muội đã bước chân vào cương kính nhưng mà thực lực của muội vẫn không đủ để tham gia chuyện này, sư phụ không cho phép muội đi M. Trong sân, hai vị sư tỷ của Tô Bồ Đề thấy nàng chạy ra thì liền đem những lời dặn dò trước khi đi của Long Bồ Tổ Đề nói lại. Muội không đi M. Nghe được đại sư tỷ nói thế thì thân thể của Tô Bồ Đề chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch. Vậy muội đến Trung Quốc chờ hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt Tô Bồ Đề phiếm hồng, khuôn mặt tỏ ra cô chấp. Nếu hắn trở về thì muội sẽ vì hắn mà, nếu hắn chết thì muội vì hắn mà hạ huyệt. Dứt lời, người động. Tô Bồ Đề mang theo lo lắng, cả người giống như một đạo bạch quang, biến mất trong màn đêm. Cùng lúc đó,
căn cứ không quân quân khu 20 ở Yên Kinh. Lúc này đây toàn bộ đám người thủ trưởng số 1 đang đợi Bùi Đông Lai đến. Một lát sau một chiếc Rolls Royce Phantom chạy đến rồi dừng lại trước mặt mọi người, Bùi Đông Lai xuống xe, đi đến trước mặt thủ trưởng số 1, hai chân khép lại, tay phải giơ lên cúi chào, lớn tiếng nói. Báo cáo thủ trưởng, Bùi Đông Lai đã đến. Thủ trưởng số 1 hoàn lễ rồi nói. Mọi người đang ở trong đó đợi cậu. Vâng thủ trưởng. Bùi Đông Lai buông tay, cả người đứng thẳng giống như một cây thương. Bùi Đông Lai đồng chí, nhiệm vụ lần này thì ở trong máy bay Diệp Cô Thành đồng chí sẽ nói cho cậu biết. Tôi chỉ hy vọng cậu nhớ điều này, nhiệm vụ lần này có liên quan rất lớn đến an toàn của nước chúng ta. Gió muộn thổi qua, thủ trưởng số 1 gần từng chữ. Tôi hy vọng cậu sẽ là anh hùng của dân tộc, cậu nói cho tôi biết cậu có làm được không? Báo cáo thủ trưởng, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Đông Lai lại cúi chào, lớn tiếng lĩnh mệnh. Cúi chào. Bá 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 bá. Thủ trưởng số 1 ra lệnh, toàn bộ những vị đại lão của nước Cộng Hòa liền chào lại theo một nghi thức quân đội. Khẩn trương sao? Trong phi cơ, Diệp Cô Thành mặc một bộ y phục tác chiến màu đen, ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì nhìn không được mà hỏi. Nói không khẩn trương là không thể nào. Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài, nói. Dù sao một trận chiến này cũng quyết định nhân sinh của không chỉ cá nhân cháu mà còn cả nhân dân Trung Quốc. Nói thật là chuyện này quá nặng, cho tới lúc này thì cháu vẫn không tin rằng bản thân sẽ gánh nổi. Diệp Cô Thành nghe vậy, cũng không trách Bùi Đông Lai mà khe khẽ thở dài. Hắn có thể tưởng tượng được áp lực của Bùi Đông Lai lúc này. Ở hắn xem ra, nếu Bùi Đông Lai không bị phần áp lực này đè sập thì đã khó rồi, dù sao đi nữa thì ngay cả bản thân chính hắn cũng khó có thể đối phó với việc này. Cậu, tình huống bên kia sao rồi? Bùi Đông Lai thấy Diệp Cô Thành không nói lời nào, chủ động mở miệng hỏi. Trước mắt, Dixie đã khống chế cả căn cứ quân sự, quân M sợ chọc giận Dixie nên đã không dám làm gì. May mà bên trong còn có camera nên chúng ta có thể biết được tình huống bên trong mà Dixie cũng có thể thấy được toàn bộ hình ảnh trong căn cứ. Có lẽ sự việc quá mức nghiêm trọng nên Diệp Cô Thành cũng lộ ra bộ dạng ngưng trọng, chân mày nhíu lại. Ngoài ra, hắn đã ép hỏi ra được mật mã phóng đầu đạn hạt nhân, hiện giờ chỉ cần hắn nhấn nút là toàn bộ M và Trung Quốc đều banh chè. Nói tới đây, Diệp Cô Thành dừng lại một chút, lại nói. Điều đáng mừng duy nhất chính là ta đã gọi cho Giáo Hoàng và Long Bồ Tổ Đề, hiện giờ bọn họ đang đến đó, bọn ta cũng nhất trí trí cho rằng Odin không có tham gia vào việc lần này, rất có thể là hắn tẩu hỏa nhập ma mà toàn bộ võ công bị phế hoặc là đã chết đi rồi. Cháu cũng cho rằng như vậy, nếu không lấy tính của Odin thì hắn sẽ không để Dixie làm những chuyện cực đoan như thế. Biết được phân tích của đám người Diệp Cô Thành giống mình thì Bùi Đông Lai khẽ thở ra một hơi. Vẻ mặt Diệp Cô Thành tỏ ra cơ trí, nói. Không riêng gì Odin mà dưới tình huống bình thường thì Dixie cũng sẽ không làm như vậy. Ý của cậu nói là Odin chết đi đã làm cho Dixie mất hết hy vọng, nên mới làm ra chuyện cực đoan như thế. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Diệp Cô Thành gật đầu. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là muốn đối nghịch với mọi người, còn về phần hắn muốn gặp cháu thì cũng không khó giải thích. Bùi Đông Lai như có suy nghĩ gì. Mặc dù cháu là con trai của Vũ Phu nhưng mà bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cháu quá nhỏ bé, cho nên cho dù cháu giết được Oz thì Dixie cũng không tự mình ra tay đối phó với cháu, khi đó đối với hắn mà nói thì cháu chỉ là một phế vật, hoặc chính xác ra chỉ là một con kiến mà thôi. Diệp Cô Thành giải thích. Sau này, tuy rằng cháu lớn nhanh, làm ra một số chuyện kinh thiên động địa nhưng hắn vẫn không cho rằng cháu là đối thủ của hắn, hắn tin chắc chỉ cần hắn ra tay thì hắn có thể thoải mái bóp chết cháu. Thẳng cho đến khi mọi chuyện cháu làm ở M thì có thể nói biểu hiện của cháu đã rơi vào mắt Dixie, do đó đó là lần đầu tiên mà hắn ra tay với cháu. Diệp Cô Thành nói tới đây thì cảm thấy may mắn bởi vì ngày đó hắn tới sớm, nếu không thì Bùi Đông Lai đã chết trong tay của Dixie. Sau đó, cháu lại lợi dụng việc tài chính để chèn ép M, hơn nữa còn liên hợp các thế lực lớn tiến hành tiêu diệt thần võng. Bùi Đông Lai nói tiếp. Sau đó, Dixie chẳng những đem cháu trở thành đối thủ của hắn, hơn nữa hắn còn hận, muốn giết cháu nhưng mà hắn hữu tâm vô lực. Mà hiện giờ, bởi vì mất đi chỗ dựa vững chắc là Odin nên Dixie trở nên cô độc bất lực,
hắn biết chỉ cần hiện thân ra thì sẽ bị chúng ta đuổi giết cho nên mới tiêu diệt căn cứ quân sự kia, muốn để cho mọi người chôn cùng với hắn. Đúng vậy. Diệp Cô Thành nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì gật đầu. Hắn muốn quyết tâm tiêu diệt cả Trung Quốc, bức cháu đến gặp hắn, chỉ là muốn dùng vũ lực để xử lý cháu. Cốp! Bùi Đông Lai không tự chủ được mà nắm chặt hai tay lại, Dixie thật sự khinh người quá đáng. Nếu Dixie là cương kính đại thành đỉnh phong thì lấy thực lực của cháu, cùng với vũ khí miểu sát, tuyệt đối có thể giết được hắn. Diệp Cô Thành thấy Bùi Đông Lai tràn đầy phẫn nộ, sợ Bùi Đông Lai sẽ bị cừu hận choáng váng đầu óc, nhìn không được nhắc nhở nói. Tiếc là hắn còn có thêm phòng ngự tuyệt đối hơn nữa, cái này đã luyện đến cực hạn, do đó, lấy thực lực bây giờ của cháu, cho dù có thêm miễu sát thì cũng không thể thắng được hắn. Hô! Mặc dù trong lòng hận không thể lập tức làm thịt Dixie, nhưng lý trí nói cho Bùi Đông Lai. Trước mắt hắn, đích xác còn không phải là đối thủ của Dixie, liền hỏi. Cậu, kế hoạch của mọi người là gì? Ta đã nói cho Giáo Hoàng và Long Bồ Tổ Đề, đến lúc đó, trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ giết Dixie, đồng thời phòng ngừa Odin xuất hiện, dù sao thì chúng ta cũng không biết chắc chắn Odin có tẩu hỏa nhập ma hay không. Diệp Cô Thành trầm giọng nói. Bất quá, Dixie có thể thấy được mọi hình ảnh trong căn cứ quân sự, thêm vào đó là thực lực cao cường nên hắn có thể cảm nhận được khí tức. Cho nên mấy người chúng ta chỉ có thể đợi sau khi cháu vào phòng thì mới tiến vào. Ý của cậu là để cháu vào đó, tận lực cố gắng kéo dài thời gian, chờ mọi người đuổi tới sao? Trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ kế hoạch của Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành gật đầu. Ừ, chỉ cần cháu cố gắng kiềm chế hắn trong vòng 3 phút thì chúng ta có thể xử lý mọi chuyện sau đó. Không trả lời, chân mày Bùi Đông Lai nhíu lại, lấy thực lực trước mắt thì hắn biết giữ vững được 3 phút là một chuyện rất khó. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Diệp Cô Thành vốn là thở dài, theo sau ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đông Lai, ta biết mọi chuyện rất khó khăn nhưng mà ta nói cho cháu biết, tình thế bức người, trừ nghênh chiến thì cháu không còn lựa chọn nào khác. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bùi Đông Lai cười khổ, đột nhiên nhớ đến câu nói trời sập xuống có Qua Tử Khiêng của Bùi Vũ Phu thì nhìn không được mà thở dài. Nếu Qua Tử ở đây thì tốt rồi. Đúng, lấy thực lực của Vũ Phu thì có thể ngăn cản được mọi chuyện. Diệp Cô Thành nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói phức tạp. Đông Lai, nhưng mà Vũ Phu đã chết rồi. Lộp bộp, nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai chấn động dữ dội. Tuy rằng Vũ Phu dốc sức để dạy dỗ nền tảng cho cháu, để cháu đi làm một việc nhưng mà hắn sẽ không vì để bản thân cháu lớn dần mà lấy an toàn của nhân dân Trung Quốc làm tiền đặt cược. Diệp Cô Thành nghĩ đến câu nói có một số việc, nó thích hợp làm hơn ta của Bùi Vũ Phu thì cười khổ. Trừ phi hắn có lòng tin cháu có thể giết chết Dixie. Bùi Đông Lai không phản bác được. Tuy rằng bởi vì một màn thần kỳ xảy ra trên du thuyền lần đó, để cho Bùi Đông Lai giấy lên hy vọng Bùi Vũ Phu chưa chết nhưng mà hắn biết Diệp Cô Thành đã nói đúng. Bùi Đông Lai thương hắn, thậm chí vì hắn mà làm trái lời hứa hẹn với mẹ của hắn, một lần nữa rời núi vì hắn. Trên thế giới này, đại đa số mọi người đều chọn người không vì mình, trời tru đất diệt, một số ít thì cố gắng vì gia đình của mình, còn những người khác thì có thể hy sinh vì quốc gia. Trong lòng nhất thời, trong đầu Diệp Cô Thành hiện ra hình ảnh Bùi Vũ Phu, tràn đầy kính ý nói. Cha ta nói ta chỉ có quốc mà không có gia, nhưng trên thực tế ta không có vĩ đại như thế. Trong lòng ta chỉ có cha cùng gia gia của cậu là hoàn toàn xứng đáng với câu nói đó. Những lời này của Diệp Cô Thành làm cho Bùi Đông Lai ngẩn ra. Sau đó khuôn mặt không khỏi xuất hổ, xấu hổ khi phải đối mặt với cha và gia gia của mình. Cá nhân, gia đình, quốc gia. Trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm suy nghĩ mối quan hệ giữa những cái này. Có lẽ là quá tập trung nên hơi thở trên người Bùi Đông Lai trở nên mỏng hơi, cuối cùng hơi thở dường như là biến mất. Chẳng lẽ Đông Lai đột phá? Đột nhiên cảm thấy được điểm này thì Diệp Cô Thành hiểu được, trong lúc vô tình Bùi Đông Lai đã tiến vào trạng thái vô thần cho nên hắn không quấy rầy mà vẻ mặt tỏ ra chờ mong nhìn vào Bùi Đông Lai. Thì ra bản thân đã bỏ qua ý nghĩa đó. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai mở mắt ra, trong đầu Bùi Đông Lai nắm lấy một đạo tinh quang, tỉnh ngộ, nhịn không được thì thào tự nói. Cuối cùng hắn đã lĩnh ngộ được ảo diệu của vô thần. Khoảng 10 tiếng sau. Máy bay đáp xuống một sân bay quân sự của M. Trên đường băng,
Mắt thấy máy bay sắp hạ cánh thì Bộ trưởng Bộ GFB cùng với những quan viên của M đã đứng đợi từ lâu. Thượng tướng Lam, Thiếu tướng Nicola, chào các vị. Khoang máy bay mở ra, Diệp Cô Thành đi xuống chào hỏi mọi người. Diệp Cô Thành thượng tướng, chào ngài. Thấy vậy thì mọi người ở bên dưới liền hoàn lễ. Diệp Cô Thành thượng tướng, Bùi Tiên Sinh đâu? Hắn không theo ngài đến đây sao? Buông tay ra, Lam thấy Bùi Đông Lai không có mặt thì hắn nhịn không được mà hỏi. Diệp Cô Thành giải thích nói. Đông Lai ở trong máy bay tu luyện, một hồi khi giáo hoàng cùng Long Bồ Tổ đề tới thì hắn sẽ ra. Hả? Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì hai người Nicola có chút bất mãn. Bất mãn thì bất mãn nhưng bọn hắn cũng không nói gì mà là cùng với Diệp Cô Thành đợi giáo hoàng cùng Long Bồ Tổ để đến. Hai tiếng sau, máy bay chở giáo hoàng đã đến, cabin mở ra, 12 tên kỵ sĩ thần thánh xuống trước, giáo hoàng đi sau, đám người Diệp Cô Thành thấy thế thì bước lên nghênh đón. Chiến tranh chi vương, không nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt nhanh đến như vậy, đúng rồi Bùi Tiên Sinh đâu. Sau khi gặp mặt, không đợi hai người Nicola chào hỏi thì giáo hoàng đã mở miệng hỏi Diệp Cô Thành, giọng nói có chút nghi hoặc, hắn biết rằng Bùi Đông Lai là mấu chốt để ngăn cản Dixie, vậy mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại không có mặt ở đây. Đông Lai đang ở trong máy bay lĩnh ngộ một ít đồ vật. Diệp Cô Thành trả lời một cách đơn giản. Giáo hoàng Mario nghe vậy, trong lòng vừa động, sắc mặt vui vẻ. Chẳng lẽ Bùi Tiên Sinh lại muốn đột phá? Ừ. Diệp Cô Thành gật gật đầu. Mario thấy thế, vốn là cả kinh, theo sau mừng rỡ. Hắn chẳng những biết kế hoạch ngày hôm nay mà còn biết được thực lực của Dixie, hiện giờ Bùi Đông Lai đã đột phá cương kính, thậm chí ở hắn xem ra lấy năng lực bây giờ của Bùi Đông Lai thì giết chết Dixie cũng không phải là vấn đề. So sánh với giáo hoàng mà nói thì trong lòng Nicola lại càng hoảng sợ hơn, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nhìn vào Diệp Cô Thành. Chiến tranh chi vương. Theo tôi được biết thì Bùi Tiên Sinh đã bước vào khu vực chiến thần mới có mấy tháng. Trong mấy tháng này, từ chiến thần sơ cấp lên chiến thần trung cấp, ngài xác định đây là thật. Nicola, chẳng lẽ ông cảm thấy bất ngờ sao giấu lớn? Diệp Cô Thành nhíu mày nhìn vào Nicola, nhịn không được châm chọc nói. Nó có thể trong vòng 2 năm từ một người bình thường trở thành một cường giả chiến thần, vì sao trong mấy tháng lại không thể từ chiến thần sơ cấp lên chiến thần trung cấp? Nicola không phản bác được. Lại một tiếng trôi qua, cuối cùng thì Long Bồ Tổ Đề cũng đã đến. Đông Lai đâu? Cũng giống như giáo hoàng, sau khi xuống máy bay, không thấy Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề lại hỏi. A gì? Lúc này đây, không đợi Diệp Cô Thành đáp lời, Bùi Đông Lai đã đi xuống máy bay. Hả? Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai thì mọi người đều quay lại nhìn, trong đó, trừ Diệp Cô Thành ra thì tất cả mọi người đều trừng mắt to lên. Bởi vì nếu không phải Bùi Đông Lai lên tiếng thì bọn hắn căn bản không thể cảm ứng được khí tức của Bùi Đông Lai. Đông Lai, cháu. Khiếp sợ đi qua, Long Bồ Tổ Đề liền mở miệng nói, giọng nói của nàng vô cùng kích động. A Di, cháu đã luyện thành vô thần đồng thời cũng đã bước chân vào cương kính đại thành, bất quá bởi vì vừa mới lĩnh ngộ nên cảnh giới chưa ổn định được, cho nên mới vừa rồi mới một mực tu luyện. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai nhẹ nhàng bắn ra. Cả người nhẹ nhàng bay tới trước mặt đám người Long Bồ Tổ Đề. Tốt, tốt, tốt quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Long Bồ Tổ Đề vui mừng như điên. Hưng phấn không riêng gì Long Bồ Tổ Đề, còn có giáo hoàng Mario. Hắn vốn còn lo lắng thực lực giữa Bùi Đông Lai là Dixie, không thể kiềm chế Dixie trong 3 phút, hiện ra thì xem ra lo lắng này đã dư thừa rồi. Báo cáo chỉ huy. Lúc này, một gã bộ đội đặc chủng bước lên cúi chào Nicola rồi hội báo. Mục tiêu yêu cầu chúng ta gọi điện cho hắn. Xem ra mục tiêu đã không đợi được rồi. Nghe được thuộc hạ báo thế thì Nicola không có nói gì mà đem quyền quyết định đưa cho Diệp Cô Thành. Đông Lai, cháu muốn gọi điện thoại cho hắn hay là sau khi đi vào căn cứ mọi gọi? Diệp Cô Thành hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười nhẹ. Sớm hay muộn cũng gọi, không bằng bây giờ gọi đi. Được. Nghe thế thì Diệp Cô Thành liền đồng ý, mà mấy người còn lại cũng không nói gì. Một lát sau, đám người Bùi Đông Lai lên một chiếc xe quân sự rồi đi đến một nông trường cách căn cứ kia khoảng 30 km. Trong xe, Nicola liền gọi điện bằng hình ảnh đến Dixie. Khốn kiếp, tên chó chết đấy có tới không?
Điện thoại được chuyển, trong màn hình liền xuất hiện hình ảnh Dixie, giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, hắn đang ngồi trước màn hình, tay đặt vào một nút đỏ, cảm giác kia giống như đang nói, lúc nào tao cũng có thể nhấn nút này để hủy diệt cả M và tung cầu. Dixie, không phải mày là một người kiêu ngạo sao? Tại sao lại làm ra những chuyện khốn nạn như thế này? Bùi Đông Lai đi đến trước màn hình, khinh miệt nhìn vào Dixie, chào phúng nói. Mày đã từng nói tao không xứng đáng làm con của Vũ Thần, tao xem ra mày mới không xứng làm con của Odin, mày chỉ là một tên phế vật. Tên chó chết kia, không cần đóng kịch, nếu không phải bởi vì cha mày chưa chết, âm thầm giết chết cha tao thì tao đã không dùng thủ đoạn cực đoan này. Vẻ mặt của Dixie vô cùng dữ tợn. Bá! Nghe được Dixie nói thế thì sắc mặt đám người Bùi Đông Lai liền biến đổi. Bọn hắn bị những lời nói của Dixie làm cho cả kinh. Từ sau trận chiến ấy thì tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Vũ Phu đã chết. Nhưng mà, hiện giờ Dixie lại nói Bùi Vũ Phu chẳng những không chết, còn âm thầm giết chết Odin. Hô, hô, có lẽ là bởi vì lời nói của Dixie quá mức kinh thế hãi tục cho nên trong lòng Bùi Đông Lai liền nhấc lên một tầng sóng lớn, hơi thở trở nên dồn dập. Dixie, mày tự lừa mình dối người, không dám đối mặt với sự thật sao? Tuy rằng trong lòng nhấc lên song lớn nhưng mà biểu hiện của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mày không cần phải lừa mình đối người, bởi vì cha mày đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm cho toàn bộ công phu bị phế đi, thậm chí là mất mạng, mày hoàn toàn mất đi hy vọng và chỗ dựa cho nên mới làm chuyện này, mày nghĩ bọn tao không biết sao? Nói xong, ánh mắt Bùi Đông Lai như đao nhìn vào Dixie trong màn hình. Giờ phút này, hắn muốn ra tay giết chết Dixie để chứng minh rằng Bùi Vũ Phu có còn sống như lời Dixie nói hay không. Không riêng gì hắn mà ngay cả đám người Diệp Cô Thành cũng vô cùng kích động, trong đó thân thể Long Bồ Tổ đều trở nên cứng ngắc, trong lòng vô cùng chờ mong. Đối với Dixie mà nói, lúc Bùi Đông Lai liên hợp mọi thế lực tiêu diệt tổng bộ thần võng thì đột nhiên tối đó Odin mất tích ca hiến cho hắn như chó nhà có tang mà chạy. Nhưng mà, hắn cho rằng Odin không có chết. Đúng vậy. Hắn tin chắc điểm này. Bởi vì, ở hắn xem ra, trừ phi Bùi Vũ Phu sống lại, nếu không trên thế giới này không ai có thể giết được Odin. Cho dù là ba người Diệp Cô Thành, Giáo Hoàng Mario cùng Long Bồ Tổ để liên thủ cũng không được. Cho nên sau khi chạy trốn khỏi đêm đó, trước tiên hắn liền liên hệ với Odin. Để cho hắn nằm mơ chính là hắn không liên hệ được với Odin. Thậm chí hắn cũng không liên hệ được thủ lĩnh thần vệ của thần võng. Điều này làm cho lòng tin trong lòng của hắn dao động. Nhưng hắn không cam lòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày nào hắn cũng thử gọi cho Odin. Cuối cùng hắn mang theo thống khổ mà tiếp nhận sự thật Odin đã chết, hơn nữa hắn còn cho rằng là do chính tay Bùi Vũ Phu giết. Lúc này, nghe được Bùi Đông Lai nói rằng Odin tu luyện tẩu hỏa nhập mà chết đi thì Dixie liền nở nụ cười lạnh. Tên chó chết kia, tao không muốn nói nhiều với mày nữa, tao cho mày 30 phút, nếu trong vòng 30 phút mà mày không có mặt thì M và tung cầu của mày cứ ở đó mà chuẩn bị hậu sự đi. Dixie cũng không có giải thích gì thêm, nói. Còn nữa, nói cho thằng cha đê tiện của mày rằng hắn không nên chơi với lửa, chỉ cần tao cảm nhận được hắn tiến vào căn cứ thì tao liền nhấn nút. Bụp! Nói xong, không đợi Bùi Đông Lai đáp lời thì hình ảnh đã biến mất. Cậu, A-Z, các người thấy thế nào? Vẻ chờ mong trên mặt Bùi Đông Lai biến mất, thay vào đó chính là vẻ thất vọng, hắn không nhịn được mà hỏi hai người Diệp Cô Thành và Long Bồ Tổ Đề. Giờ khắc này hắn không biết trong hồ lô Dixie bán thuốc gì. Đông Lai, giống như lời của ta, nếu Vũ Phu không chết thì hắn sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Ánh mắt Diệp Cô Thành lóe lên. Nhưng mà dựa theo lời cùng biểu hiện vừa rồi của Dixie thì nếu như Odin đúng là tẩu hỏa nhập ma mà chết thì Dixie không có lý nào không biết, nhưng mà những câu nói vừa rồi của hắn cũng không mang bất cứ ý nghĩa gì, nói thật điều này quá mâu thuẫn. Đúng là mâu thuẫn. Long Bồ Tổ Đề gật đầu, sau đó trong lòng nàng vừa động, hỏi. Các người nói có khi nào là vua sát thủ Salem ra tay ám sát Odin không? Hả? Lời này của Long Bồ Tổ Đề vừa thốt ra thì hai mắt mọi người tỏa sáng. Khả năng này rất lớn, bởi vì năm đó sau khi ám sát Vũ Phu thất bại thì Salem đã biến mất mấy năm, thẳng cho đến khi cuộc chiến trên thần bảng xảy ra thì hắn mới ra tay ám sát Vũ Phu,
Đây cũng chính là nói lần ám sát thất bại năm đó đã trở thành khúc mắc đối với Salem. Diệp Cô Thành như có suy nghĩ gì nói. Năm trước, khi cuộc chiến thần bảng kết thúc, Vũ Phu mất đi, khúc mắc của Salem đã được tiêu trừ, đồng thời trên thế giới này người có thể làm đối thủ của Salem chỉ còn lại một mình Odin, vô luận là vi ngội vị ngai vàng thân bảng hay là đều võ lực, Salem cũng có thể ra tay với Odin. Chư vị, chúng ta chỉ còn lại chưa tới 30 phút, cá nhân tôi cho rằng chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp xử lý cục diện trước mắt đi đã, các vị nghĩ sao? Nghe được Diệp Cô Thành phân tích, thì vị trưởng của cục GFB vội vàng lên tiếng nói. Ngài ấy nói đúng, trước mắt chúng ta cần phải ngăn cản hành động điên cuồng của Dixie. Giáo hoàng Mario gật đầu tán thành. Diệp Cô Thành nghe vậy, không suy nghĩ thêm nữa mà là nhìn vào Bùi Đông Lai. Mặc kệ tin tức chân thật là gì, chúng ta vẫn dựa vào kế hoạch cũ, Đông Lai cháu thấy thế nào? Cháu cho rằng kế hoạch cần nên thay đổi. Bùi Đông Lai trả lời. Thay đổi thế nào? Các vị chỉ cần đề phòng Odin xuất hiện. Bùi Đông Lai nắm chặt hai đấm. Tính mạng Dixie cứ để đấy cho cháu. 20 phút sau, đám người Bùi Đông Lai đã đến trước căn cứ quân sự đó, khi xe dừng lại đám người liền xuống xe. Hả? Coi như lúc đi được một đoạn thì trong lòng Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy dựng lên. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai dừng chân lại, đồng tử phóng to ra. Bởi vì hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vô thần nên đã thu liễm được khí tức của mình, đây cũng chính là nguyên nhân mà giáo hoàng cùng Long Bồ Tổ Đề lúc trước không có cảm nhận được hơi thở của hắn. Mà lúc này, trong lòng hắn kinh hoàng là bởi vì hắn phát hiện có người đang tập trung nhìn hắn. Thấy vậy Bùi Đông Lai liền dùng khí tức để cảm ứng đối phương nhưng mà hắn không phát hiện được gì, sau đó hắn đem ánh mắt quay đầu lại nhìn nơi thì thấy phía trước chỉ có vài tên chiến sĩ quân đội M. Chẳng lẽ mình cảm ứng sai rồi sao? Đông Lai, cháu làm sao vậy? Diệp Cô Thành cảm thấy Bùi Đông Lai biến hóa thì vội hỏi. Vừa rồi cháu cảm thấy có người tập trung khí tức của cháu, nhưng mà khi cháu cố gắng tìm kiếm đối phương thì khí tức của đối phương đột nhiên biến mất. Bùi Đông Lai nói. Bá! Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì sắc mặt mọi người cuồng biến. Chẳng lẽ là Odin? Nicola nhíu mày. Hắn vốn cho rằng lực lượng của Bùi Đông Lai đã tăng lên nên lần hành động này sẽ thành công nhưng mà hiện giờ thì liền lo lắng. Cũng có thể là vua sát thủ Salem. Chân mày Long Bồ Tổ Đề nhíu lại, tỏ ra lo lắng. Là một người giỏi che giấu, đúng là bằng công phu xuất thần nhập hóa mà ngay đó đã ra tay một kích chí mệnh Vũ Phu. Lời nói Long Bồ Tổ Đề vừa rơi xuống thì mọi người đều cảm thấy áp lực. Bởi vì vô luận đối phương là Salem hay Odin thì đây cũng chính là một mối nguy hiểm. Cũng có thể là cháu quá nhạy cảm, thế cho nên xuất hiện ảo giác. Mắt thấy không khí ngưng trọng thì Bùi Đông Lai lắc đầu, giải thích. Thời gian không còn nhiều, dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Sau đó, Diệp Cô Thành giơ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, quyết đoán nói. Mọi người cẩn thận một chút, Amster thượng tướng, để người của ông mở cửa ra đi. Tốt. Amster liền gật đầu, rồi hạ lệnh. Mở cửa ra. Két. Cánh cửa được mở ra. Bùi tiên sinh, xin nhớ kỹ, trước khi đến phòng kia thì ngài luôn giữ tấm thẻ này, nếu không thì hệ thống phòng vệ trong đó sẽ tập kích ngài. Mắt thấy cửa đã mở ra thì Nicola nhắc nhở nói. Hiểu được. Bùi Đông Lai lên tiếng sau đó phóng ra, cả người liền biến mất. Bùi Đông Lai đi vào trong đó liền thấy trước mặt là một cái thang máy, hắn liền bỏ tấm thẻ vào. Thang máy tự động mở ra, Bùi Đông Lai bước vào thang máy. Liên tục đi qua 4 cái thang máy, Bùi Đông Lai mới đến được hành lang, hơn 10 tia hồng ngoại liền quét về phía hắn. Bùi Đông Lai vội đưa tấm thẻ lên, cánh cửa ngầm trước mặt hắn liền mở ra. Két! Không có chút do dự, Bùi Đông Lai liền phóng vào. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển căn cứ, Dixie. Tạp chủng, hoan nghênh vào địa ngục. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển căn cứ, Dixie thấy vậy thì cười lạnh, sát ý trên người bùng nổ, ánh mắt nhìn vào Bùi Đông Lai giống như đang nhìn một kẻ chết đi. Khi Bùi Đông Lai tiến vào bên trong thì ở bên ngoài, quân đội M đã bao vây toàn bộ căn cứ lại. Còn 3 người giáo hoàng, Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ Đề thì trước tiên chạy về phía phòng vũ khí hạt nhân trong căn cứ. Bọn hắn tin rằng Bùi Đông Lai có thể giết chết Dixie nhưng phòng ngừa vạn nhất. Bọn hắn vẫn là lựa chọn vào đó để bảo vệ Bùi Đông Lai. Bên trong căn cứ,
Lúc này Bùi Đông Lai đang đứng sừng sững giữa cửa, cả người cố gắng thông qua khí thức của Dixie để coi thử thực lực của hắn. Tạp trùng, tao biết mày đang ở đây, đồng thời cha của mày cũng tiến vào, mày cố gắng kiềm chế tao, đợi đám người cứu viện tới để xử lý tao. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, vẻ mặt Dixie tỏ ra tự tin. Thật đáng tiếc, bọn hắn đã không có cơ hội, tạm không nói tới việc mày có thể kiềm chế được tao không, sau khi mày tiến vào thì tao liền khóa tất cả những lối ra, vào trong căn cứ rồi, chỉ có người bên trong mới mở được, người bên ngoài không có cách nào mở được cửa, thậm chí là có dùng thuốc nổ hay hỏa tiễn cũng không được. Nếu tao nói vừa rồi tao có thể thoải mái ngăn cản mày không cho mày làm hành động đó thì mày có tin không? Mặc dù cảm thấy được thực lực của Dixie cũng không có gì tăng tiến nhưng mà vì cẩn thận nên Bùi Đông Lai cũng chưa động thủ mà là khích tướng Dixie, cố gắng chọc giận Dixie, để hắn bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Tin sao? Ha ha, ha ha ha. Dixie nghe vậy thì cười to. Tạp trùng, đến lúc này rồi mà mày còn muốn làm tao sợ sao? Mày đừng nghĩ rằng tao không biết, mày đang muốn cố gắng kéo dài thời gian phải không? Bùi Đông Lai trầm mặc. Tạp trùng, tao nói cho mày biết, đây là vô ích, vô dụng. Bùi Đông Lai trầm mặc khiến cho Dixie càng thêm tự tin, lập tức nở nụ cười lạnh. Hôm nay không ai có thể cứu mày, cũng không có ai có thể ngăn cản tao hủy diệt cả tung cầu, tao muốn cho tất cả người của tung cầu chôn theo tao và cha tao. Nói xong, chiến ý của người Dixie sôi trào, thân hình bắt đầu run lên. Phòng ngự tuyệt đối. Quyết chiến chưa bắt đầu. Dixie liền sử dụng đòn sát thủ là phòng ngự tuyệt đối để lấy lợi thế cho bản thân. Dixie, tuy rằng mày luôn miệng nói tao là một phế vật, nói tao không có tư cách làm đối thủ của mày, nói ta cố ý ở kéo dài thời gian. Nhưng mà mày không thể lừa gạt bản thân mình. Mặc dù nhận thấy được khí thế trên người Dixie đã đạt tới đỉnh phong nhưng Bùi Đông Lai vẫn tiếp tục khích tướng. Mày sợ cho nên mày không dám đánh với tao, mày sợ tới mức phải sử dụng lĩnh vực tuyệt đối. Sợ mày. Nghe Bùi Đông Lai nói bản thân Dixie sợ hắn thì Dixie liền tức giận đến cả người run lên, sát khí trong mắt càng đậm. Tao có thể đập chết mày bằng một cái tát. Một tát chụp chết tao. Bùi Đông Lai cười cười, giọng nói tràn ngập châm chọc. Dixie, đừng nói tao không cho mày cơ hội, tao có thể cho mày ra tay trước, 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu tao sẽ không hoàn thủ. Mày. Đối với Dixie mà nói. Hôm nay hắn bức bách Bùi Đông Lai đến đây chính là hung hăng đập nát lòng kiêu ngạo của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Bùi Đông Lai vô cùng xạo quần như thế thì hắn liền vô cùng tức giận. Trong vòng 10 chiêu tao sẽ không hoàn thủ, nếu mày động vào được một cọng lông của tao thì tao sẽ quỳ xuống lại mày, như thế nào? Bùi Đông Lai khích tướng tới cùng. Mày muốn chết? Vô cùng tức giận, Dixie giống như là bị chọc giận, hắn hét lớn lên một tiếng rồi thân hình chợt động. Vù! Dixie vừa động thì kình phong giống như dao găm sắc bén quét về phía Bùi Đông Lai, làm cho lông tơ cả người Bùi Đông Lai dựng lên. Vù! Dixie xuất hiện ở trước người Bùi Đông Lai, chân phải đá ra giống như là một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đá về phía mắt cá chân của Bùi Đông Lai. Nhanh! Tốc độ của một cước này vô cùng nhanh, dường như là không cho Bùi Đông Lai có cơ hội né tránh. Nhưng mà... Khi một cước Dixie đá ra thì đột nhiên Dixie phát hiện khí tức trên người Bùi Đông Lai biến mất. Mặc dù hắn thấy được Bùi Đông Lai đang đứng trước mắt nhưng mà khí tức trên người Bùi Đông Lai lại biến mất. Biến mất sao? Không trả lời. Trong nháy mắt, Bùi Đông Lai liền tiến vào trạng thái vô thần hoàn toàn thu liếm khí tức trên người. Ngay sau đó, chỉ thấy cả người Bùi Đông Lai trượt nhẹ, cả người giống như là trượt patin. Trong nháy mắt đã phóng ra bên ngoài làm cho một cước này của Dixie đá vào khoảng không. Hả? Mắt thấy Bùi Đông Lai có thể né được một cước của mình thì trong lòng Dixie cả kinh, bất quá lại là không có nghĩ nhiều, càng không có ngừng dừng lại mà là tiếp tục truy kích. Hắn bước lên một bước, thủ đao thuận thể chém ra, bổ thẳng xuống đầu Bùi Đông Lai. Đối mặt với chiêu này của Dixie thì Bùi Đông Lai giống như là bị hù dọa, vẫn không có trốn tránh. Nhưng mà... Khiến Dixie khiếp sợ không thôi chính là khi tay của hắn sắp chém trúng Bùi Đông Lai thì đột nhiên thân hình của Bùi Đông Lai di chuyển lướt ra bên ngoài, thoát khỏi một kích này của hắn. Tại sao? Tại sao khi bản thân mình sắp đánh trúng hắn thì hắn lại trốn được? Nếu như nói lần đầu tiên thì Dixie cảm thấy kinh ngạc thì lần này đây Dixie hoàn toàn khiếp sợ, trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái,
vô luận là hắn công kích mãnh liệt như thế nào đi chăng những thì hắn vẫn không có khả năng đánh trúng Bùi Đông Lai. Dixie, 2 chiêu rồi, mày còn 8 chiêu, tiếp tục đi. Mắt thấy Dixie tỏ ra kinh hãi đứng sững sờ tại chỗ thì Bùi Đông Lai từ trong trạng thái vô thần lấy lại tinh thần, hắn không có nóng lòng ra tay mà hài hước nhìn vào Dixie. Lúc này đây hắn đã biết được thực lực của Dixie, một trận chiến này đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Kể từ đó hắn sẽ dùng phương pháp, gậy ông đập lưng ông, để đập nát lòng kiêu ngạo trong lòng Dixie, sau đó đưa Dixie xuống địa ngục. Giống. Bên tai nghe được lời coi thường của Bùi Đông Lai thì Dixie không suy nghĩ gì thêm mà liền giống lên một tiếng rồi cả người giống như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, bóng người thay đổi, tiếng gió không ngừng vang lên. Dixie sử dụng tất cả vốn liền để giết chết Bùi Đông Lai, còn Bùi Đông Lai giống như là một con khỉ, thoải mái né tránh những đòn công kích của Dixie. 10 chiêu. Ngay sau khi Dixie kết thúc chiêu thứ 10 thì Bùi Đông Lai đã nhảy ra xa, mỉm cười nhắc nhở Dixie. Như thế nào mà hắn có thể thoải mái né tránh được công kích của ta? Hắn làm như thế nào? Tại sao thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế? Dixie cũng không có tiếp tục tiến công mà đứng đó lẩm nhẩm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Tới phiên tao. Bùi Đông Lai hét to lên một tiếng rồi xuất hiện trước người Dixie, tay phải như đạn pháo đánh ra, khí thế không thể ngăn cản. Miểu sát. Bùi Đông Lai liền đánh ra sát chiêu của mình. Theo bản năng Dixie liền đưa tay để trước người, cố gắng ngăn một đòn này của Bùi Đông Lai. Trưởng khắc quyền. Nhưng đối với Bùi Đông Lai vô dụng. Bốp. Tiếng vang giòn vang lên, một quyền Bùi Đông Lai đánh vào song trưởng Dixie. Cùng lúc đó, kinh lực bên trong hữu quyền Bùi Đông Lai bùng nổ, toàn bộ đánh vào song trưởng Dixie. Cổ lực lượng kia giống như là thủy triều, liên miên không dứt, càng giống như là một lưỡi đao sắc bén, không gì không phá được, thế không thể đỡ. Kinh lực bùng nổ, cả người Dixie giống như là bị một chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh đâm vào, trực tiếp văng ra ngoài. Phốc! Hai tay Dixie run lên, hổ khẩu vỡ ra, máu tươi phun ra, hơi thở trong cơ thể hỗn loạn. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại, thân hình run lên, một ngụm máu tươi trào ra. Cảm thấy được máu tươi trong yết hầu dâng lên thì vì muốn bảo vệ lòng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình mà Dixie đã cố gắng nuốt xuống, kết quả lục phủ ngũ tạng lại càng bị tổn thương. Một chiêu. Bùi Đông Lai chỉ dùng một chiêu liền phá phòng ngự tuyệt đối của Dixie. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Phòng ngự tuyệt đối bị phá, cả người bị thương nên sắc mặt Dixie trở nên trắng bệch. Trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai. Ở hắn xem ra, uy lực một chiêu vừa rồi của Bùi Đông Lai hoàn toàn không thua gì công kích của cường giả cương kính đỉnh phong. Nếu không phải hắn dùng phòng ngự tuyệt đối để ngăn lại thì hắn sớm đã mất mạng. Khiếp sợ rất nhiều, Dixie vội vàng ổn định cơ thể, phần eo phát lực làm cho bản thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đây là vũ kỹ gì? Sau khi hạ xuống, Dixie liền mở miệng hỏi. Vũ kỹ gì? Một quyền này là tao giúp Tiêu đại ca. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khi nói chuyện hắn bước đi về phía Dixie. Bịch, bịch, bịch. Mỗi bước chân Bùi Đông Lai bước đi đều để lại những dấu chân dưới mặt đất, phát lên những tiếng vang. Lộp bộp. Thấy được khí thế uy mãnh như thế của Bùi Đông Lai thì trong lòng Dixie run lên, hắn không có suy nghĩ tại sao Bùi Đông Lai lại mạnh như thế mà là hắn đang tính toán nên làm gì bây giờ. Bởi vì hắn biết hắn căn bản không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Điều này đã làm phần kiêu ngạo trong lòng Dixie biến mất, hắn không tiếp tục công kích Bùi Đông Lai nữa là liền chạy về phía chỗ nút khởi động phóng đầu đạn hạt nhân. Cho tới bây giờ hắn biết muốn giết chết Bùi Đông Lai chỉ có một biện pháp đó chính là khởi động nút kia. Tao nói rồi, tao có thể dễ dàng ngăn cản mày khởi động hệ thống phòng ngự mà. Thân mình Bùi Đông Lai nhoáng lên một cái. Cả người giống như một tia chớp xuất hiện trước người Dixie, ngăn cản đường đi của Dixie. Dixie biến sắc, không có để ý đến thương thế trong người mà liền thuận tay chém ra. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy cánh tay của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên, tát vào mặt Dixie. Mặc dù một tát này Bùi Đông Lai không dùng miểu sát nhưng lực lượng lại rất lớn. Dixie thấy vậy thì cố gắng trốn tránh nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Bốp! Tiếng vang giòn truyền ra, một tát của Bùi Đông Lai đã quất thẳng vào mặt Dixie,
lực lượng khủng bố làm văng Dixie bay ra ngoài. Mọt bên mặt Dixie liền lõm vào, huyết nhục mơ hồ, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm máu, mấy cái răng xen lẫn trong máu tươi. Bốp! Cả người Dixie hung hăng nện vào vách tường rồi ngã xuống đất. Một tát này là vì nữ nhân của tao. Mắt thấy Dixie ngã xuống đất thì bước chân Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà tiếp tục bước về phía Dixie. Hô, hô! Thấy Bùi Đông Lai đang tiến về phía mình thì Dixie cũng không có phản kháng lại nữa, hắn biết mọi hành động đều là vô ích, ánh mắt hắn giống như lệ quỷ nhìn chằm chằm vào BLD, giọng nói khàn khàn. Mày dùng vũ kỹ gì? Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà mày lại trở nên mạnh như thế? Tại sao? Trả lời Dixie chính là một cước. Bùi Đông Lai liền hung hăng đạp một phát vào người Dixie. Rắc! Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, cả người Dixie liền run rẩy. Sau đó, Bùi Đông Lai khẽ để chân đến trước mặt Dixie, dường như Dixie đã nhận ra cái gì nhưng mà không đợi hắn né tránh thì bàn chân của Bùi Đông Lai đã dẫm vào trên mặt của hắn. Hô! Hô! Một cỗ sỉ nhục tràn đầy nội tâm Dixie, làm cho hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không đợi hắn mở miệng chửi mắng cái gì thì bàn chân của Bùi Đông Lai đã dẫm vào miệng của hắn làm cho hắn thở những tiếng chó. Bùi Đông Lai thấy thế thì bỏ chân ra rồi lấy tay xách Dixie lên, tay phải nắm lấy cổ Dixie rồi dí hắn sát vào tường. Chỉ bằng mày mà muốn hủy diệt cả Trung Quốc sao? Bùi Đông Lai nhìn vào khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Dixie, giọng nói lạnh lùng. Tao đã hứa với Tiêu đại ca, tao sẽ hủy diệt toàn bộ thần võng trên thế giới, hơn nữa còn lấy đầu của tứ đại thần chi tử cùng với thần chi nữ để đi tế điện cho anh ấy. Hắn là ai? Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì Dixie liền trừng to hai mắt, tỏ ra khó hiểu nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn muốn biết người nào có thể làm cho Bùi Đông Lai không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt thần võng. Rắc! Đáp lại Dixie là tiếng xương gãy. Cổ của hắn đã bị Bùi Đông Lai bóp nát. Máu tươi trên mặt Dixie phun ra, ánh mắt của hắn trợn tròn nhìn vào Bùi Đông Lai, chết không nhắm mắt. Cảm giác kia giống như tất cả chuyện này đối với hắn là một cơn ác mộng. Ngay sau đó, thi thể không đầu của Dixie liền ngã xuống đất, còn Bùi Đông Lai mang theo đầu của Dixie đến bàn điều khiển, hắn liền hủy bỏ hệ thống phòng ngự sau đó liền bấm vào nút mở cửa ra. Cánh cửa từ từ mở ra, ba người Diệp Cô Thành, Giáo Hoàng cùng Long Bồ Tổ để đi vào thì thấy Bùi Đông Lai mang theo đầu của Dixie, bọn họ vốn là ngẩn ra sau đó âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì bọn họ biết được Dixie đã bị giết, toàn bộ mọi nguy cơ đã bị loại bỏ. Nhưng mà bọn họ không biết. Bùi Đông Lai đã trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng đã thực hiện được lời hứa. Hắn đã gom đủ 4 đầu người. 2 ngày sau, một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay New York. Sau gần 12 đồng hồ thì đã đáp xuống sân bay Yên Kinh. Máy bay chưa hạ xuống mà trước sân bay đã đậu không ít xe ô tô. Những chiếc xe này đều mang biển số xe đặc thù, chủ nhân của những xe này là những đại lão đứng ở đỉnh quyền lực của nước Cộng Hòa. Bao gồm cả thủ trưởng số 1. Dưới ánh trời chiều, tất cả mọi người đều đứng im ở bên ngoài, nhìn chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh xuống. Sau đó, coi như lúc đám người thủ trưởng số 1 đang đi đến máy bay thì hai người Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đã đi ra khỏi cabin, vung tay cúi chào, trong đó Diệp Cô Thành lớn tiếng báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, thiếu tướng Diệp Cô Thành cùng thượng úy Bùi Đông Lai đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng các vị đã trở về. Nghe được Diệp Cô Thành hội báo thì thủ trưởng số 1 lớn tiếng nói. Kính lễ! Bá 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 bá! Tất cả mọi người đều đứng thẳng người. Trang nghiêm nhìn vào hai người Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành, vung tay hoàn lễ. Bọn hắn dùng phương thức này để tỏ rõ lòng tôn kính với hai người. Bụp! Cùng lúc đó, tiếng chụp ảnh vang lên. Một màn này vĩnh viễn bị lưu lại. Chấm! Mấy phút sau, những chiếc xe đó lần lượt rời đi. Trong một chiếc xe có rèm che, Bùi Đông Lai cùng thủ trưởng số 1 ngồi phía sau xe, vẻ mặt của hai người tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên. Đông Lai! Gia gia của cậu trong thời loạn thế chiến tranh đã đánh tan kẻ địch xâm lược, đặt nền móng cho quốc gia, cha của cậu trong 20 năm qua một mực lặng yên thủ hộ lấy mảnh đất này, làm cho những thế lực ngầm cũng những kẻ xâm lược không dám bước vào đây nửa bước, công lao vô cùng lớn lao. Thủ trưởng số 1 quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai, thổn thức không thôi. Trò giỏi hơn thầy, hiện giờ cậu chẳng những thay đổi vận mệnh dân tộc, mà làm cho quốc gia chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ,
những chuyện này đủ để lưu danh cậu vào sử sách rồi. Thủ trưởng nói quá lời rồi, đây mà việc mà tôi nên làm. Bùi Đông Lai mỉm cười, trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo hay tự hào, cảm giác giống như đây là một chuyện nhỏ không đáng kể. Gia gia của cậu cũng cha của cậu đều yên lặng nỗ lực, không màng danh lợi, xem ra cậu cũng kế thừa y bát của bọn họ. Thủ trưởng số một cười khổ một tiếng rồi nhắc nhở. Đúng rồi, Đông Tuyết cùng cha mẹ của nó đều đi đến khách sạn Yên Kinh rồi. Hả? Bùi Đông Lai ngẩn ra. Cậu và Đông Tuyết đã đính hôn hơn một năm, chúng ta thương lượng, tính toán hôm nay sẽ làm người chứng hôn cùng định ngày kết hôn cho hai đứa. Thủ trưởng số một giải thích. Cảm ơn thủ trưởng. Trong lòng Bùi Đông Lai khẽ run lên, tràn đầy cảm kích nhìn vào thủ trưởng số một, mặc dù hắn biết bọn họ dùng cách này để hội báo hắn nhưng mà phần đãi ngộ này đáng giá để hắn cảm kích. Đây là đãi ngộ mà cậu nên có được. Thủ trưởng số một cười cười rồi vỗ vỗ vào bả vai Bùi Đông Lai. Nghe thủ trưởng số một nói thế thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy được trong lòng hắn đang có một ngọn lửa bùng cháy, hắn muốn hé miệng nói cái gì nhưng mà một chữ cũng không nói được. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh lần đầu tiên hắn đến khách sạn Yên Kinh. Ngày đó, một mình hắn đến khách sạn Yên Kinh để cướp hôn, kết quả là bị đám người Diệp gia cùng Tần gia hạ nhục, sau đó vào đúng thời khắc quan trọng thì Bùi Vũ Phu mang theo đám người thủ trưởng số một xuất hiện, thay đổi thế cục, cuối cùng mọi chuyện được Tiêu gia lão thái gia giải quyết dứt khoát. Hôm nay, lại có đám người thủ trưởng số một vì hắn mà mở tiệc mừng công, hơn nữa lại còn chủ động làm người chứng hôn cho hắn và Đông Tuyết. Tất cả chuyện này như ảo như mộng, mọi cố gắng mà hắn đã bỏ ra cũng không có uổng phí. Thấy được biểu tình biến hóa của Bùi Đông Lai thì thủ trưởng số một có thể hiểu được tâm tình lúc này của Bùi Đông Lai, hắn cũng không nói gì. Cô Thành, cậu nói thử Bùi Đông Lai có thể xóa bỏ mọi hiềm khích với Diệp gia của chúng ta không? Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi ở đằng sau, Diệp Thạch nhịn không được mà hỏi Diệp cô Thành. Hoặc là nói hắn có nhận Diệp gia chúng ta không? Không thể. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, đoạn sỉ tri cửu, tất nhu đầu lô thường hoàn, đây là cách làm người của hắn. Hắn có thể bỏ qua hiềm khích trước đây đối với Diệp gia coi như là ban ân lớn nhất cho Diệp gia rồi. Ách! Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì Diệp Thạch không phản bác được. Hắn biết bởi vì hành động lúc trước của Diệp gia mà bây giờ Diệp gia đã mất đi cơ hội nhòm ngó ngôi báu. Sớm biết hôm nay thì hà cớ gì ngày đó phải làm. Hắn vô lực tựa vào ghế, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận. Trước khách sạn Yên Kinh, lúc này Tần Đông Tuyết cùng vợ chồng Tần Tranh, Tiếu Ái Linh sớm đứng đây đợi. Có thể thấy được lúc này vẻ mặt bọn hắn tỏ ra kích động cùng vui sướng. Đối với vợ chồng Tần Tranh mà nói thì sở dĩ bọn họ kích động và vui sướng thì chứ biết việc Bùi Đông Lai chiến thắng trở về, càng bởi vì có Bùi Đông Lai giúp đỡ nên cuối cùng Tần Tranh đã được công nhận là người nắm quyền trong tương lai. Đối với Tần Đông Tuyết mà nói thì nàng kích động cũng không phải nam nhân của nàng có thể nhất phi trùng thiên. Cũng không phải là vì có thủ trưởng số một cùng mọi người đứng ra làm người chứng hôn cho nàng và Bùi Đông Lai. Nàng kích động chỉ có một nguyên nhân. Nam nhân của nàng còn sống trở về. Bóng đêm như nước, gió đêm hây hẩy, trong những tiếng còi cảnh sát chói tai, từng chiếc xe hơi có biển số đặc thù từ từ rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn Yên Kinh. Đông Lai. Tối nay con và Đông Tuyết về nhà đi. Đưa mắt nhìn những dòng xe này rời khỏi, Tiểu Ái Linh cưng chiều xoa nhẹ đầu Tần Đông Tuyết, nhìn vào Bùi Đông Lai hỏi, trên mặt nở ra nụ cười vui mừng. Không được đâu mẹ, con cùng Đông Lai sẽ trở về tứ hợp viện. Nghe được đề nghị của Tiểu Ái Linh thì không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, Tiểu Ái Linh liền từ chối ý tốt của Tiểu Ái Linh. Bởi vì nàng biết bốn người trong tứ hợp viện đều đang đợi Bùi Đông Lai trở về. Đồng thời nàng cũng biết lời đề nghị của Tiếu Ái Linh sẽ làm Bùi Đông Lai khó trả lời nên nàng mới giải vây cho Bùi Đông Lai. Được rồi. Tiếu Ái Linh cười khổ thở dài một hơi, mặc dù nàng có chút không thoải mái đối với mấy người phụ nữ của Bùi Đông Lai nhưng mà nàng cũng biết Tần Đông Tuyết sớm đã chấp nhận mấy người kia rồi, nếu Tần Đông Tuyết không có ý kiến thì nàng cũng không nói gì thêm. Dường như nhận ra tâm tư của Tiếu Ái Linh, Tần Tranh cười nói. Đông Lai. Hôm nay thật sự uống không đại, đợi ngày nào con rảnh rỗi thì mang Đông Tuyết trở về, ta sẽ để A Di làm vài món rồi hai người chúng ta làm vài chén. Vâng thúc thúc. Bùi Đông Lai gật đầu. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Tần Tranh cười cười sau đó cùng Tiếu Ái Linh rời đi,
mà Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết lại đi vào chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ. Mấy ngày cậu đi ở nhà đã xảy ra một chuyện quan trọng. Bởi vì Bùi Đông Lai uống nhiều rượu nên Tần Đông Tuyết là người lái xe trên đường đi Tần Đông Tuyết mở miệng chủ động hỏi. Chuyện gì? Bùi Đông Lai ngẩn ra, ở hắn xem ra, có thể để Tần Đông Tuyết nói là chuyện quan trọng thì tuyệt đối không đơn giản. Quý tỷ mang thai rồi. Tần Đông Tuyết vốn là trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó thì thở dài. Nàng cùng Hạ Y Na sớm đã lên giường với Bùi Đông Lai, mỗi lần đến thời trai ẩn thì Bùi Đông Lai đều khống chế được mà rút ra, hiện giờ Quý Hồng lại mang thai, đây cũng chính là nói lúc Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai XX thì Bùi Đông Lai đã thần hồn điên đảo, quên cả rút ra luôn. Mang thai. Bùi Đông Lai cả kinh không nhẹ, ngày đó khi phát sinh quan hệ với Quý Hồng bởi vì Quý Hồng chơi thế cưỡi ngựa, hơn nữa Quý Hồng quá mức điên cuồng làm cho hắn phê như con tê tê nếu không kịp rút ra, lại không ngờ trực tiếp trúng thầu luôn. Đúng a, chúc mừng cậu được làm cha. Tần Đông Tuyết hừ nhẹ. Ách, Bùi Đông Lai há to mồm, không phản bác được. Từ sâu trong lòng mà nói thì để cho người nữ nhân khác trở thành người đầu tiên sinh con cho cậu thì tớ có chút không thoải mái nhưng mà tớ biết Quý Hồng đã vì cậu trả giá rất nhiều, chuyện ở M lại là cửu tử nhất sinh. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Tần Đông Tuyết thở dài nói. Nàng là người sinh con đầu tiên cho cậu, tớ cũng không oán hận. Đông Tuyết. Lời này của Tần Đông Tuyết vừa thốt ra thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy vô cùng cảm động hơn nữa hắn lại càng cảm thấy áy náy. Bùi Đông Lai đồng học, cậu cũng có nên phát biểu một chút cảm nghĩ làm cha không? Cho tới nay, Tần Đông Tuyết cũng không phải là người già mồm cãi láo, thấy được vẻ áy náy của Bùi Đông Lai thì nàng liền thay đổi ngữ khí. Cảm nghĩ làm cha. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, sau đó thở dài, nói. Đông Tuyết, tuy rằng nói tớ không cần phải cảm ơn nhưng mà tớ vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với cậu, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, càng cảm ơn cậu đã khoan dung với tớ. Bùi Đông Lai đồng học, xem ra sau khi trở thành anh hùng của dân tộc thì lòng tự tin của cậu đã tăng lên rất nhiều rồi, khi nào thì tớ nói sẽ khoan dung cho cậu. Tần Đông Tuyết liền thay đổi thái độ. Bùi Đông Lai chớp mắt, cảm giác giống như không tin rằng lời nói vừa rồi đã phát ra từ miệng của Tần Đông Tuyết. Để trừng phạt cậu, tớ và Ina quyết định, từ hôm nay trở đi cậu sẽ không được ngủ chung với bọn tớ, đồng thời cũng không cho phép cậu ngủ chung với Mộ Tỷ. Tần Đông Tuyết nói. Nếu cậu muốn ngủ với ai thì chỉ có thể đi tìm Quý tỷ. Chấm. Bùi Đông Lai. 30 phút sau, Tần Đông Tuyết lái xe đi vào tứ hợp viện. Hả? Không đợi xe chạy vào ngõ nhỏ, đồng tử Tần Đông Tuyết đã phóng to. Nương theo đèn xe, nàng thấy được phía trước có một người đang đứng. Một nữ nhân. Nữ nhân này mặc trường bào màu trắng, đi giày vải màu trắng. Nhìn sơ qua thì trong nàng giống như một nữ quỷ nhưng nhìn kỹ lại thì nàng lại là một mỹ nhân cổ điển đi ra từ trong tranh. Ngay cả Tần Đông Tuyết còn thấy huống chi là Bùi Đông Lai. Nàng làm sao mà tới đây? Bùi Đông Lai ngẩn ra. Cậu biết nàng ta sao? Tần Đông Tuyết dừng xe lại, quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai rồi hỏi. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, chi tiết đáp. Nàng là đồ đệ của Long Bồ A Di, gọi là Tô Bồ Đề. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết mơ hồ đoán được cái gì đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tô Bồ Đề. Tô Bồ Đề cũng thấy được Tần Đông Tuyết, vẻ mặt nàng tỏ ra do dự, dường như không biết là nên đi lên hay không. Tô Bồ Đề, sao cô lại tới đây? Ngay tại lúc Tô Bồ Đề do dự thì Bùi Đông Lai mở cửa xe đi xuống, mang theo vài phần nghi ngờ rồi hỏi. Tên hỗn đản này, ta vì hắn mà lo lắng mấy ngày không ăn không ngủ. Hắn lại hỏi tại sao ta tới đây ư? Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho vẻ do dự của Tô Bồ Đề biến mất, nàng liền mắng thầm ở trong lòng hai câu rồi tức giận đi về phía Bùi Đông Lai. Thấy được biểu tình của Tô Bồ Đề thì trong lòng Tần Đông Tuyết càng thêm khẳng định nhưng lại không nói gì. Làm cho Tần Đông Tuyết bất ngờ chính là Tô Bồ Đề cũng không đi tới Bùi Đông Lai mà là hướng về phía nàng đi tới. Thấy một màn như vậy, nghĩ tới thân phận Tô Bồ Đề thì Tần Đông Tuyết chủ động xuống xe, chào hỏi. Chào cô Tô tiểu thư. Cô biết tôi sao? Tô Bồ Đề cả kinh dừng bước, nàng hoàn toàn không ngờ Tần Đông Tuyết lại biết nàng. Tần Đông Tuyết cười nói. Mới vừa nghe Đông Lai nói qua. Vậy à? Tô Bồ Đề tỉnh ngộ, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói.
Tần tiểu thư, tôi cũng biết cô, bất quá không phải là hắn nói. Tô tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô. Trong lòng Tần Đông Tuyết cũng ngạc nhiên, bất quá cũng mỉm cười đưa tay ra. Tần Đông Tuyết nhiệt tình làm cho Tần Đông Tuyết ngoài ý muốn, cũng làm nàng có chút ngượng ngùng, bất quá nàng cũng đưa tay ra. Tần tiểu thư, rất vui được biết cô. Cô tìm Đông Lai có chuyện gì sao? Buông tay ra, Tần Đông Tuyết hỏi. Tô Bồ Đề nghe vậy thì không một chút do dự mà nói. Tôi tìm hắn là có việc. Bùi Đông Lai tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì? Hừ, chẳng lẽ anh đã quên thiếu tôi một nhân tình rồi sao? Tô Bồ Đề tức giận nói. Nhân tình. Bùi Đông Lai sửng sốt, sau đó liền nhớ đến ngày đó hắn cứu Trần Anh, từng để Tô Bồ Đề mang Trần Anh rời đi, hơn nữa còn nói rõ sẽ nhớ rõ phần nhân tình này. Đương nhiên là không quên. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng nhưng không biết trong hồ lô Tô Bồ Đề bán cái gì. Tần Đông Tuyết hướng về phía Tần Đông Tuyết hỏi. Tần tiểu thư, có thể mượn xe của cô dùng một chút không? Được. Tần Đông Tuyết cũng là có một loại cảm giác như lọt vào trong sương mù, nhưng xuất phát từ lễ phép thêm Bùi Đông Lai chính mồm thừa nhận thiếu Tô Bồ Đề nhân tình, cũng không có cự tuyệt yêu cầu của Tô Bồ Đề. Cảm ơn. Tô Bồ Đề nói cảm ơn, sau đó hung ác nói với Bùi Đông Lai. Lên xe. Lên xe làm gì? Bùi Đông Lai trừng to mắt. Anh nói làm gì? Tô Bồ Đề ngửa đầu, tức giận nói. Nhân tình không cần trả a. Bùi Đông Lai ngây dại, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn gặp người như thế này. Đông Lai, nếu Tô Tiểu Thư từng giúp cậu thì cậu nên hồi báo lại Tô Tiểu Thư. Thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra ngây ngốc thì nụ cười trên mặt Tần Đông Tuyết không giảm. Tớ về trước đây, cậu xem Tô Tiểu Thư cần hỗ trợ cái gì thì cậu hãy tận lực giúp người ta. Được rồi. Bùi Đông Lai nghe TDT nói thế thì gật đầu đáp ứng. Tô Tiểu Thư. Nếu trong hai ngày này cô còn muốn ở Yên Kinh thì có thể đến nhà tôi làm khách hoặc là tôi có thể cùng cô đi tham quan các cảnh đẹp ở Yên Kinh. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Tần Đông Tuyết lại mỉm cười đối Tô Bồ Đề, nói. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chẳng biết tại sao nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tần Đông Tuyết thì Tô Bồ Đề có cảm giác thất bại, lý trí nói cho nàng biết nếu đặt nàng vào vị trí của Tần Đông Tuyết thì nàng không có khả năng làm giống như Tần Đông Tuyết vậy. Bà cô muốn tôi trả nợ nhân tình như thế nào đây? Đợi sau khi Tần Đông Tuyết rời đi thì Bùi Đông Lai cười khổ, hỏi. Tô Bồ Đề liền trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, hung ác nói. Không nói nhiều lời vô ích nữa, lên xe đi. Được rồi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Anh muốn chết à? Tô Bồ Đề thấy thế thì tức giận. Tôi bảo anh lái xe. Bùi Đông Lai nghe vậy thì thầm mắng mình hồ đồ. Sau đó cười khổ mà ngồi vào vị trí lái xe còn Tô Bồ Đề thì ngồi ở bên cạnh. Đi đâu đây? Bùi Đông Lai khởi động xe, hỏi. Tô Bồ Đề tức giận. Cứ đi đi, khi nào tôi nói dừng thì dừng. Bà cô, cuối cùng là cô muốn làm gì đây? Bùi Đông Lai cảm thấy nhức đầu. Hừ, nếu anh coi rằng lời nói lúc trước là gió thoảng mây bay, không định trả nhân tình thì hiện tại anh đi xuống xe đi. Tô Bồ Đề cố ý nói. Bùi Đông Lai biết điều ngậm miệng rồi lái xe. Khóe miệng Tô Bồ Đề nở ra nụ cười đắc ý cũng không nói gì với Bùi Đông Lai nữa mà là nhìn ra cửa sổ bên ngoài xe. Đến đường cao tốc rồi đây. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai đã chạy đến đường cao tốc, hắn liền mở miệng nhắc nhở. Cứ tiếp tục chạy đi. Tô Bồ Đề nói. Bùi Đông Lai nghe vậy thì do dự một chút, cuối cùng là vẫn lái xe đi tiếp. Đó là Trường Thành thì phải. Không biết qua bao lâu, Tô Bồ Đề thấy được Trường Thành thì nhìn không được mà hỏi. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu rồi cười khổ. Bà cô, không phải là nửa đêm cô gọi tôi mang cô đi vào Trường Thành chơi. Không được sao? Tô Bồ Đề trừng mắt hỏi. Chạy vào đó đi. Buổi tối ở đó không mở cửa. Tôi kêu anh đi thì anh cứ đi. Đi không thành vấn đề, vậy cô nói cho tôi biết là cô muốn tôi làm gì đây? Đi rồi thì anh sẽ biết. Lại nghe Bùi Đông Lai hỏi vấn đề này thì Tô Bồ Đề liền nói. Hơn 20 phút sau, Bùi Đông Lai lái xe mang theo Tô Bồ Đề đến một đường nhỏ bên cạnh Bát Đạt Lĩnh. Tô Bồ Đề thu hồi lại ánh mắt, lạnh lùng hỏi. Tại sao anh phái người sư phụ của tôi giúp anh diệt trừ thần võng mà không nói cho tôi biết? Long Bồ A Di nói cô đang bế quan.
Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời. Vậy tại sao anh đi đối phó với Dixie lại không nói cho tôi biết? Tô Bồ Đề lại hỏi. Bùi Đông Lai có chút kỳ quái, nói. Nói cho cô biết làm gì? Anh! Tô Bồ Đề tức giận đến bộ ngực sữa run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã bóp ngực của tôi, món nợ này tính sao? Ách! Bùi Đông Lai bị làm giật mình, không phải là mình chỉ bóp ngực mà nàng muốn mình phụ trách à? Bùi Đông Lai, tôi hỏi anh có thích tôi không? Tô Bồ Đề thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Bùi Đông Lai thì hành văn gãy gọn hỏi han. Bùi Đông Lai trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn vào Tô Bồ Đề, chẳng lẽ nha đầu này thích mình? Trả lời tôi. Ánh mắt Tô Bồ Đề nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc. Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tô Bồ Đề thì Bùi Đông Lai biết rằng Tô Bồ Đề không nói đùa, hắn liền giẫm phanh xe rồi quay lại nhìn Tô Bồ Đề. Không thích sao? Tô Bồ Đề thấy vẻ mặt biến hóa của Bùi Đông Lai thì lạnh giọng hỏi. Cô là một nữ nhân vô cùng ưu tú, nói thật ấn tượng của tôi đối với cô vô cùng tốt nhưng mà muốn nói thích thì chưa thể nói được. Bùi Đông Lai do dự một chút rồi nói. Lúc này, bởi vì chuyện Quý Hồng mang thai nên trong lòng hắn đã áy náy với Tần Đông Tuyết, tự nhiên là không thể nói thích Tô Bồ Đề được. Huống chi như hắn nói, ấn tượng của hắn đối với Tô Bồ Đề rất tốt nhưng chưa đến mức phải nói thích. Vậy thì không thích phải không? Tô Bồ Đề khẩn trương, giọng nói của nàng toát lên vài phần mất mát cùng thương cảm. Không phải không thích, mà là. Từ ý nào mà nói thì Bùi Đông Lai cũng không muốn làm thương tổn Tô Bồ Đề, nhưng hắn cũng không thể làm trái lương tâm mình được. Anh nói sẽ nhớ kỹ phần ân tình kia, hơn nữa còn muốn trả lại nhân tình cho tôi, lời này tính sao? Tô Bồ Đề nói sang chuyện khác. Bùi Đông Lai vội vàng gật đầu. Đương nhiên là làm rồi. Tốt lắm Bùi Đông Lai, anh nghe đây. Tô Bồ Đề nghe vậy thì hít sâu một hơi, ngữ xuất kinh nhân. Tuy rằng anh không thích tôi nhưng tôi thích anh, vì không muốn giống như sư phụ nên tôi muốn anh lấy tôi làm vợ. Cái gì? Bùi Đông Lai thiếu chút nữa là đập đầu vào vô lăng. Nếu như anh muốn trả phần nhân tình kia thì hãy lấy tôi làm vợ. Vẻ mặt Tô Bồ Đề kiên định. Tô Bồ Đề, cô không nói đùa chứ? Bùi Đông Lai có cảm giác hỗn loạn rồi. Tô Bồ Đề nhíu mày. Bùi Đông Lai, tôi đang nghiêm túc đó. Không được rồi. Bùi Đông Lai thở dài, nói. Tôi sẽ trả nhân tình cho cô nhưng không phải dùng cách này. Vậy được rồi. Tô Bồ Đề nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai vài giây, thấy vẻ mặt kiên định của Bùi Đông Lai thì trong lòng nàng nhói đau, nàng cũng quật cường nhìn vào Bùi Đông Lai, đưa ra một điều kiện khác. Vậy anh hãy để tôi cắn một cái vào bả vai anh, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn thiếu nợ nhau. Được rồi. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Sau đó, Bùi Đông Lai khẽ nhích qua một bên, đưa vai mình đến gần Tô Bồ Đề. Tô Bồ Đề thấy thế thì vô cùng ủy khuất mà bắt đầu mở áo Bùi Đông Lai ra sau đó há mồm cắn. Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy bả vai truyền đến cơn đau, hắn cũng không dám gồng mình là để Tô Bồ Đề cắn. Kết quả là hắn thấy dường như Tô Bồ Đề đã không còn cắn nữa. Xong chưa? Nhận thấy được điểm này, Bùi Đông Lai do dự một chút rồi hỏi. Không trả lời. Tô Bồ Đề đưa cánh tay phải đến bên cạnh Bùi Đông Lai rồi đột nhiên điểm huyệt của Bùi Đông Lai. Cô điểm huyệt tôi làm gì? Bùi Đông Lai lập tức mở to mắt, tràn đầy khiếp sợ nhìn vào Tô Bồ Đề. Tôi nghĩ hung hăng cắn anh một cái để vĩnh viễn lưu lại dấu vế nhưng lại không đành lòng. Cho nên tôi đã thay đổi chủ ý. Tô Bồ Đề suy nghĩ rồi nói. Cô muốn làm gì? Bùi Đông Lai cảm thấy không ổn. Tô Bồ Đề cắn răng nói. Tôi đã quyết định, tuy rằng tôi không thể trở thành vợ của anh nhưng tôi cũng không muốn giống như sư phụ của mình. Tôi muốn trở thành người mẹ đầu tiên của con anh. Cái gì? Bùi Đông Lai trợn tròn tròng mắt. Yên tâm đi, em sẽ không lấy đứa nhỏ ra để uy hiếp anh, càng không đi tìm vợ của anh. Em sẽ tìm nơi để ẩn cư, sinh đứa bé, làm cho cả đời này anh mãi mãi nhớ đến em. Nói xong, một tay Tô Bồ Đề đẩy Bùi Đông Lai xuống. Lấy trời làm phòng, xe làm giường. Một đêm này, Bùi Đông Lai đã bị hãm hiếp đến 7 lần. Hoặc có lẽ là quá sớm cho nên cả nghĩa trang Bát Bảo Sơn vô cùng yên lặng, đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy một bóng người nào cả. Tảng sáng, Bùi Đông Lai mang theo một cái dương ra cùng hoa tươi đi đến Bát Bảo Sơn.
trong lòng hắn không thể bình tĩnh. Đây là lần thứ hai hắn đến đây. Tháng 9 năm trước, sau khi đại bỉ võ toàn thế giới kết thúc thì hắn đã thực hiện lời hứa với Tiêu gia lão thái gia, hắn cùng Tiêu Cuồng mang cúp đến đây để tế điện Tiêu gia lão thái gia. Hôm nay hắn đến đây tế điện Tiêu Phi. Mộ của Tiêu Phi nằm ở phía nam của Bát Bảo Sơn. Hả? Coi như lúc Bùi Đông Lai đang đến gần thì hắn thấy được một nữ nhân thân mặc hắc y đang đứng trước mộ Tiêu Phi. Mặc dù chỉ thấy lưng nhưng Bùi Đông Lai cũng nhận ra nữ nhân này. Người này chính là Trần Anh. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai dừng bước, hơi suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định đứng đợi, để Trần Anh có không gian nói chuyện với Tiêu Phi. Ước chừng khoảng 30 phút sau thì Trần Anh mới kết thúc cuộc nói chuyện, nàng xoay người thì thấy được Bùi Đông Lai đang đứng ở bên ngoài. Phát hiện này làm cho nàng ngẩn ra, sau đó vẻ mặt tỏ ra thản nhiên đi về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền bước nhanh lên chào hỏi. Trần tỷ, hai người gặp nhau, Bùi Đông Lai chủ động mở miệng hỏi trước. Trần Anh thấy thế, dừng bước lại, đợi Bùi Đông Lai đến gần rồi mới nói. Đợi lâu rồi sao? Không sao, vừa mới đến. Bùi Đông Lai lắc đầu. Vẻ mặt Trần Anh tỏ ra bình tĩnh nói. Ngày mai mới là tới Thanh Minh, vốn ngày mai mới đến nhưng mà nghĩ lại ngày mai có không ít người đến cho nên sáng sớm liền đến đây. Hả? Bên tai vang lên lời nói Trần Anh, nhìn bộ dạng thản nhiên của Trần Anh thì Bùi Đông Lai ngẩn ra. Trong ký ức của hắn, trước kia mỗi lần Trần Anh nhắc đến Tiêu Phi thì sẽ xuất hiện một ít dao động, mà hiện giờ nàng lại vô cùng bình thản, vì thế hắn biết rõ Trần Anh đã thoát khỏi bóng ma sau khi Tiêu Phi chết đi. Đông Lai, cảm ơn cậu. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, ánh mắt Trần Anh nhìn Bùi Đông Lai hiện lên vài phần cảm kích. Cảm ơn cậu đã làm cho tôi biết thế nào là cuộc sống, càng cảm ơn cậu vì anh ấy mà làm mọi chuyện. Trần tỷ, đây là việc mà tôi phải làm. Bùi Đông Lai lắc đầu, hắn biết rõ nếu như không có dung hợp với linh hồn Tiêu Phi thì hắn sẽ không làm được mọi chuyện. Nếu anh ấy biết được thành tựu ngày hôm nay của cậu thì ở dưới cửu tuyển anh ấy sẽ rất vui mừng. Trần Anh nói một câu tự đáy lòng, sau đó lại nói. Cậu qua đó đi, tôi về trước đây. Được. Bùi Đông Lai gật gật đầu, chấm dứt nói chuyện với nhau, cùng Trần Anh gặp thoáng qua rồi đi về phía mộ Tiêu Phi. Trước mộ có đặt một lãng hoa, hương cũng chưa tàn, khói hương tràn ngập trước mộ bia, bao phủ cả ảnh chụp của Tiêu Phi. Đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nhìn thấy ảnh chụp của Tiêu Phi. Trong hình Tiêu Phi một thân quân trang, bộ mặt kiên cường. Ánh mắt kiên định mà tự tin. Thực xin lỗi Tiêu đại ca, có lẽ em nên đến thăm anh sớm hơn. Bùi Đông Lai ngồi xổm xuống, từ từ nói. Nhưng anh cũng biết em là một người quật cường, nếu đáp ứng làm chuyện của anh thì em không làm được sẽ không đến gặp anh. 2 năm trước, anh lựa chọn không chiếm lấy cơ thể em, tùy ý dung hợp linh hồn với em, anh cũng từng nói, không để cho em lấy Long Nha làm kiêu ngạo, mà là để Long Nha thậm chí là cả nước Cộng Hòa vì em mà kiêu ngạo. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai mở từ từ chiếc dương ra ra, đầu của Oz, Philip, Sunnerly, Dixie đặt chỉnh tề ở trong dương ra. Hắn đưa dương ra đến trước mộ Tiêu Phi, nhẹ giọng nói. Thật may mắn, hiện giờ em đã làm được. Tính đến trước mắt, toàn bộ người thần võng trừ Odin ra đã bị giết hết, toàn bộ những căn cứ của thần võng đã bị phá hủy. Đây là đầu của tứ đại thần chi tử, thần chi nữ. Bọn hắn là hung thủ giết chết anh. Hôm nay em dùng đầu của bọn hắn để tế điện cho anh, hy vọng anh có thể ngủ yên ở dưới cửu tuyền. Nói xong, Bùi Đông Lai lấy ra hộp quẹt rồi châm lửa đốt cái dương gia kia. Vô luận là dương gia hay bốn đầu người kia đều đã trải qua xử lý đặc thù nên dễ dàng bị đốt cháy. Ánh lửa bùng lên, bốn cái đầu người cùng với cái dương gia dần dần trở thành một đống tro bụi. Tiêu đại ca, trước em nghe anh nói, mất đi mới biết quý trọng, khi đó bản thân còn quá nhỏ nên rất ngốc. Không hiểu. Hiện giờ nghĩ lại thì đúng là như thế, tuy rằng em đã có những thứ như ngày hôm nay nhưng mà em lại không cảm thấy có chút cao hứng gì. Mắt thấy đầu bốn người Dixie hóa thành cho thì Bùi Đông Lai châm một điếu thuốc, cắm trước mộ rồi tự mình châm một điếu, giống như là nói chuyện với lão bằng hữu lâu năm vậy. Khi còn bé, em cùng qua tử sống dựa vào nhau, bởi vì trong nhà rất nghèo cho nên bị rất nhiều người khinh thường. Khi đó em thầm thề ở trong lòng, em sẽ cố gắng học tập. Thi vào trường đại học tốt nhất, tìm một việc có tiền lương cao nhất để mua phòng lớn, cưới vợ đẹp cho qua tử, để cho đám người khinh thường kia phải trừng to mắt mà nhìn.
hiện giờ, em đã là anh hùng của dân tộc, được ghi danh vào sử sách. Nói tới đây, Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói hơi run lên. Nhưng mà anh biết không, em nhớ nhất chính là cảnh em cùng Qua Tử ở trong núi, nhớ nhất là cuộc sống hai người ở trong khu dân nghèo, chứ không phải là hình ảnh mà người nhìn em lớn lên. Nếu Qua Tử có thể xuất hiện trước mặt thì em đồng ý buông tha Quanh Vinh cả đời này, vô luận là làm một người thường hay là cùng ngươi trở lại núi lớn làm ruộng thì em đều cam tâm tình nguyện. Phù! Nói xong lời cuối cùng, Bùi Đông Lai khó tránh khỏi kích động, hắn thở ra một hơi rồi lại nói. Tiêu đại ca, ngày mai là Thanh Minh, em muốn trở lại Đông Bắc để viếng mộ, tính lúc này sẽ đi cho nên sẽ không nhiều lời với anh, hôm nào em cùng Cuồng Ca sẽ trở lại thăm anh. Nói xong Bùi Đông Lai đứng dậy, đứng ở trước mộ Tiêu Phi rồi cúi lạy ba cái. Hai tiếng sau, chuyên cơ chở Bùi Đông Lai đến núi Đại Hưng An đã hạ xuống sân bay ở Gia Cách Đạt Kỳ. Bùi tiên sinh, mọi thứ cần cho việc tao mộ đã có sẵn trong xe. Phong Diệp đứng đó thấy Bùi Đông Lai cùng bốn người Tần Đông Tuyết từ trên máy bay đi xuống thì vội vàng bước lên, cúi người chào. Cực khổ rồi. Bùi Đông Lai vỗ nhẹ vai của Phong Diệp, nói. Tôi mang các nàng đi trước, các anh đi theo ở phía sau. Vâng Bùi tiên sinh. Phong Diệp cúi đầu lĩnh mệnh bước đi đến một chiếc Ben, còn Bùi Đông Lai thì đi vào chiếc Land Rover, đợi bốn người Tần Đông Tuyết đi vào thì khởi động xe. Rất nhanh, xe đã chạy ra sân bay, hướng về mộ của Bùi Gia Cách Gia Cách Đạt Kỳ 100 km mà chạy tới. Trong xe, một cỗ khí tức bi thương tràn ngập, trong đó vẻ mặt hai người Tần Đông Tuyết và Quý Hồng đều trang nghiêm, mà đôi mắt của hai người Hạ Y Na cùng Mộ Khuynh Nhan mơ hồ có chút phiếm hồng. Các nàng chưa có gặp qua Bùi Vũ Phu cũng vĩnh viễn không có khả năng gặp được. Ước chừng 30 phút sau, Bùi Đông Lai lái chiếc Land Rover đến một nơi cách mộ Bùi gia không xa. Lúc trước, Bùi Đông Lai muốn lập bia cho Bùi Vũ Phu, triệu tập đông đảo cường giả võ học Trung Quốc đến đây chém giết tử sĩ Thôi Gia SQ. Mà hôm nay, hắn mang theo tứ nữ đến đây ngoài tảo mộ ra thì quan trọng hơn là lập bia cho Bùi Vũ Phu. Khi xe dừng lại, tứ nữ bước xuống xe, giữ im lặng mà đi phía sau Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai ngưng mắt nhìn lên chỗ mộ Bùi gia, bởi vì cỏ dại mọc rất cao nên hắn không thể thấy rõ. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, để Phong Diệp đem đồ tảo mộ đi lên trước, sau đó hắn mang tứ nữ lên chỗ đất bị cỏ dại bao phủ kia. Hả? Đi được vài bước, Bùi Đông Lai bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Sao thế? Tần Đông Tuyết thấy thế, liền vội vàng hỏi. Có người đến. Phát hiện dưới chân có dấu bước chân, Bùi Đông Lai hơi nheo mắt lại. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế sắc mặt bốn người Tần Đông Tuyết biến đổi. Mà Bùi Đông Lai thì nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, làm cho mình tiến vào trạng thái vô thần để cảm ứng khí tức xung quanh. Bá! Rất nhanh, Bùi Đông Lai cảm nhận được ngay chỗ mộ Bùi gia có một khí tức, hắn liền mở mắt ra nhìn đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ từ trong bụi cỏ đứng lên. Mặc dù cách xa nhau 100 mét nhưng mà Bùi Đông Lai vẫn thấy rõ bộ dáng của người kia. Khuôn mặt người kia để lâu lôi thôi, vẻ mặt nở ra nụ cười ngây ngốc. Dầm! Thấy vậy thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một trận ù ù, hắn trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn vào khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia. Bốn người Tần Đông Tuyết vốn là có chút khẩn trương, lúc này thấy được Bùi Đông Lai như là choáng váng, vẻ mặt ngai sáp thì cảm thấy có chút nghi hoặc. Nghi hoặc rất nhiều, các nàng đều nhìn về phía trước. Bùi thúc! Thực lực Quý Hồng vốn là đã khôi phục, thị lực tốt hơn đám người Tần Đông Tuyết nên thấy được khuôn mặt tươi cười thật thà phúc hậu của Bùi Vũ Phu thì lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ách! Nghe được hai chữ Bùi thúc thì ba người Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy bên tai vang lên một đạo sấm rền, trực tiếp bị sợ ngây người. Mà Bùi Đông Lai thì giống như là trong mộng tỉnh lại. Cha! Hắn hét to lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía trước, tốc độ vô cùng khủng khiếp. 100 mét, 80 mét, 50 mét. Trong phút chốc, khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu chỉ còn khoảng 10 mét. Lúc này, Bùi Đông Lai đột nhiên dừng bước. Cha, cha, là cha sao? Anh mặt trời chói chang, hai mắt hắn đỏ bừng, cả người run lên nhìn về người đứng ở trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Nói xong, hắn ngừng thở, mở to hai mắt, thân hình cứng ngắc, không dám cử động. Bởi vì, hắn sợ mọi thứ trước mắt đều là ảo giác. Hắn sợ thân ảnh Bùi Vũ Phu đột nhiên biến mất. Ngày đó,
tại trên du thuyền thì hắn đã trải qua một lần. Hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bên tai vang lên lời nói nhẹ giọng của Bùi Đông Lai, nhìn vẻ khẩn trương cùng kích động của Bùi Đông Lai thì, Bùi Vũ Phu không có lên tiếng, chỉ là ngây ngốc gật đầu, chủ động đi về phía Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không động đậy. Hắn đứng đỏ mà nhìn Bùi Vũ Phu đi về phía hắn, tầm mắt trở nên mơ hồ, nước mắt không khống chế được mà chảy ra từ trong mắt hắn, dọc theo khuôn mặt kiên nghị kia mà chảy xuống. Nam nhi có lệ không dễ rơi. Trong hai năm qua, vô luận là đối mặt với khó khăn như thế nào, thậm chí là đứng trước sinh tử thì hắn cũng chưa từng rơi lệ. Một giọt cũng không có. Nhưng giờ phút này hắn lại giống như đứa bé khóc bù lu bù loa. Mắt thấy Bùi Đông Lai rơi lệ đầy mặt, thân mình Bùi Vũ Phu đột nhiên nhoáng lên một cái, lập tức xuất hiện ở trước người Bùi Đông Lai, giơ bàn tay thô dày lên, lau đi nước mắt trên mặt Bùi Đông Lai. Cha! Không đợi Bùi Vũ Phu vuốt lấy khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai giống như là một đứa trẻ chịu ủy khuất, khóc nhào vào lòng của Bùi Vũ Phu. Thân thể Bùi Vũ Phu cứng đỡ, tùy ý để nước mắt của Bùi Đông Lai thấm ướt vạt áo của mình, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của Bùi Đông Lai. Xa xa, bốn người Tần Đông Tuyết thấy vậy thì lệ rơi đầy mặt. Tuy rằng các nàng không biết tại sao Bùi Vũ Phu lại làm thế nhưng mà các nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Bùi Vũ Phu dành cho Bùi Đông Lai. Tình thương của cha. Khi nào lại bắt đầu học khóc nhé đó? Một lát sau, Bùi Vũ Phu thu tay về, cười hỏi. Hô! Không trả lời, Bùi Đông Lai phun ra một ngụm oi bức, sau đó lau nước mắt, giống như là đứa trẻ tức giận nhìn Bùi Vũ Phu. Qua tử, người không biết nên nói cái gì sao? Âu! Mặt già Bùi Vũ Phu có chút đỏ lên, xấu hổ, hơi trầm ngâm rồi nói. Muốn biết cái gì? Vì sao phải gạt con? Bùi Đông Lai hỏi, con hẳn là nhớ rõ, ta đã từng hỏi con, rằng con có muốn vượt trội hay không? Con cho ta biết con muốn hơn nữa câu trả lời lại như đinh đóng cột, cũng vì thế mà ta đã làm lời hứa với mẹ con, lựa chọn rời núi. Bùi Vũ Phu khẽ thở dài, nói, trong mắt ta chưa đủ tư cách làm một người cha, cũng không thể để cho con có mọi thứ, mà là chỉ cố gắng cung cấp cho con một nền tảng tốt nhất. Mà từ nhỏ tính khí của con đã quật cường. Chuyện gì cũng đều muốn tự bản thân làm tốt nhất cho nên ngày từ đầu khi con xuôi nam đến Đông Hải thì ta vẫn không hiện thân, đều vì là muốn cho con một nền tảng tốt nhất, hoặc là nói để sân khấu cho con biểu diễn. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nghe được Bùi Vũ Phu nói ra nguyên nhân thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp, hắn mở miệng thở dốc, không nói lên được lời nào. Khi thấy người đứng ở trên võ đài, trong lòng con vô cùng kích động đến mức ngủ không yên. Bùi Vũ Phu ngây ngốc nở nụ cười. Không cho phép. Bùi Đông Lai thấy thế, sắc mặt cố ý trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Rốt cuộc là cuộc chiến thần bảng đã xảy ra chuyện gì? Ta quy ẩn 20 năm, lại rời núi là nhận được lời khiêu chiến của Odin, những cường giả kia tiến đến là để xem cuộc chiến, bởi vì biết điểm này nên ta đã lợi dụng cơ hội lần này, liên thủ với Salem để diễn trò giả chết. Bùi Vũ Phu vội vàng thu lại nụ cười, rồi nói. Bùi Đông Lai cả kinh. Liên thủ với Salem sao? Ừ. Bùi Vũ Phu gật đầu nói. 20 năm trước Salem từng âm thầm ám sát ta, ám sát thất bại, bất quá ta không có giết hắn. Hắn vì cảm kích ta cùng theo đuổi võ đạo nên đã lựa chọn làm việc cho ta, ta đem những hiểu biết võ học giao lại cho hắn. Sau khi tin ta rời núi truyền ra thì hắn liền liên hệ với ta trước. Theo ý của người thì Salem cố ý mai phục người ở đó, đánh lén người, cho cơ hội để Odin xuất thủ sao? Bùi Đông Lai lập tức hiểu ra cái gì? Bùi Vũ Phu gật đầu. Nếu con đoán không sai thì thực lực của Salem cũng không kém gì Odin, cho nên chuyện hắn bị Long Bồ A-di làm bị thương cũng là giả. Bùi Đông Lai lại phân tích. Lúc này đây, Bùi Vũ Phu không có tỏ thái độ, bởi vì nghe được cái tên Long Bồ Tổ Đề nên vẻ mặt hơi phức tạp. Qua tử. Salem hay là người giết Odin? Bùi Đông Lai lại hỏi. Ngoài Odin thì còn có cuồng thần của bộ lạc cuồng nhân đều chết trong tay Salem. Bùi Vũ Phu có chút ngượng ngùng, nói. Từ sau khi giả chết thì ta vẫn luôn ở chỗ này, chỉ rời khỏi đây một lần. Là lần con tham gia đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu sao? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, nhớ lại ngày đó Bùi Vũ Phu xuất hiện cứu mình nhưng bản thân lại đột phá. Ừ. Lúc đó ta vốn muốn xuất thủ cứu con,
nhưng phát hiện con đột phá cho nên. Bùi Vũ Phu giải thích, sau đó xấu hổ sờ sờ cái mũi, cũng không nói gì thêm. Bùi Đông Lai tức giận trừng mắt nhìn Bùi Vũ Phu liếc mắt một cái. Qua tử, con muốn sâu lâu với người. So sánh mà nói thì chuyện tên nhóc Dixie cướp lấy căn cứ quân sự hạt nhân của M càng thêm nguy hiểm. Bùi Vũ Phu cười cười, sau đó suy nghĩ. Đây là chuyện nằm ngoài ý muốn duy nhất của ta, may là thằng nhóc đó không làm ra hành động điên cuồng, nếu không thì ta sẽ trở thành tội nhân. Bùi Đông Lai thấy thế thì hỏi. Như lời của người thì ngày đó người xuất hiện ở đó chắc hẳn là Salem. Ừ, là ta để Salem đến giúp con giết thằng nhóc kia, bất quá Salem phát hiện được con đã luyện thành vô thần nên đã báo lại cho ta, ta liền để cho hắn rời khỏi đó. Bùi Vũ Phu tràn đầy vui mừng nhìn vào Bùi Đông Lai. Con đã luyện thành vô thần, lại thêm đột phá cương kính đại thần, bằng vào vũ khí mới mà con sáng tạo thì có thể giết thằng nhóc kia dễ như trở bàn tay. Cho nên người muốn con trở thành anh hùng dân tộc. Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến. Ừ, ngẫm lại thử, nếu con có thể trở thành anh hùng dân tộc thì đây là chuyện đáng tự hào bao nhiêu. Bùi Vũ Phu rất là kiêu ngạo mà vuốt vuốt chùm râu. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, sau đó, trong lòng vừa động. Qua tử, hỏi người chuyện này. Chuyện gì? Thực lực của người bây giờ là? Bùi Đông Lai nháy mắt con ngươi, tràn đầy tò mò. Bùi Vũ Phu do dự một chút, nói. Đột phát cương kính, đan kính. Đan kính. Ừ, sau này con cũng sẽ đạt tới. Con ăn no rừng mới tu luyện tiếp. Bùi Đông Lai liếc mắt, sau đó lại nghĩ tới điều gì vội vàng nói. Qua tử, hiện giờ thì người hẳn là đứng thứ nhất trên thần bảng, Salem thúc đứng thứ hai. Không, con là đệ nhất. Không đợi Bùi Đông Lai nói hết thì Bùi Vũ Phu đã cắt ngang. Sao? Thần bảng là ta sắp xếp. Bùi Vũ Phu lên tiếng, lộ ra nụ cười ngây ngô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã hết chuyện chữ. Chuyện kết thúc hay chưa mình không rõ. Các bạn cho ý kiến nha. Cảm ơn.